Mới chào không xin chân đạo biết trách nhiệm bổn phận đưa tay lên để bái tam bảo liền ha. Sa thủ xin mời xin chân đạo ha. Dạ nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sân Ha Giá. Con kính đảnh lễ ngài Ki Đức, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin lễ bái tam bảo ạ. Sakye kame charu pe vivisi karatate kang talike vimane diperate chagame taru wanagahane ye hawak thum hi ke te bhumma chayang tu dewa chala thala visame yakha ganta Panaga ki thang ta sang tích kê dặn mu ni wa ra ra wa sa năng sa ta bo me su năng tu tham ma sa va na ka lo ayam ba đăng ta tham ma sa va na ka lo ayam ba đăng ta tham ma sa va na ka lo ayam ba đăng ta tham ma sa na ka lo ayam ba đăng ta. Xin thỉnh chư thiên ngữ trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngữ trên đảnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngữ nơi còn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngữ trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng dừa, chư giả xoa cà thác bàn long dương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Itipiso Bhagava Arahant, Đức Thế Tôn hiệu Arahant bởi ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền khiên tật thân và khẩu của ngài đều được trọn lành. Samma Sambuddho, Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddho bởi ngài đã thành chánh đẳng chánh giác tự ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Vicchacharana Sambanno, Thế Tôn hiệu Vicchacharana Nasa Pano bởi ngài toàn đắc ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Sugato, Đức Thế Tôn hiệu Sugato bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc bất sanh bất diệt đại niết bàn. Lokavidu, Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu bởi ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro, Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Urisadamasarati, Đức Thế Tôn Urisadamasarati bởi ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattadeva Manusanang, Đức Thế Tôn hiểu Sattadeva Manusanang bởi ngài đã thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddho, Đức Thế Tôn hiểu Thô bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết giới. Phagavati, Đức Thế Tôn hiệu Phagava bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa.
na thi ne sa ra nang an nhang bu tho me sa ra nang va rang e te na sắc cha wa che na ho tu me cha ya mang ga lang chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Savakato Bhagavata Thẩm Mô, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thẩm Mô là thánh có chính hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanditiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ giờ, lại khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehivasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng quả cho kẻ khác biết được. Opanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bacchatang-vedita-bovin-nyuhi-ti là pháp mà các hàng trí tệ, nhất là bậc thượng trí, được biết được thấy tự nơi tâm. Nathime-saranang-anyang-thammo-me-saranang-varang-etena-sakya-vachena ô tu mê cha gia măng gà lăng, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Ujjubatibano Bhagavato Savakasango, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nyayabatibano Bhagavato Savakasango, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc vượt khỏi các sự thống khổ. Samichibatipanno Bhagavato Savakasango, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định. Yadidang Chattari Puri Sayugani, tăng những điểm đôi thì có bốn bậc, tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà vờ, tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Tăng nếu điểm chỉ thì có atta buddhisa pukkala, tăng nếu điểm chỉ thì có tám bậc, tăng đã đắc đạo tu đà vờn, tăng đã đắc đạo quả tu đà vờn, tăng đã đắc đạo tư đà hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo a na hàm, tăng đã đắc quả a na hàm, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la hán. Esa Bhagavato Savakasango, chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Ahuneyo, các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thị ở phương xa đem đến dân cũng cho những người có giới hạnh. Bahuneyo, các ngài đáng thọ lãnh của tinh thị mà họ dành để cho thân nguyện cùng bồ bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Dakhinayo, các ngài đáng thọ lãnh của tịnh thí tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anchalikaraniyo, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang punyakhetang lokassati, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị diệt. Natthi me saranang anyang sangkho me saranang varang etena sakya vachena hontu me chaya mangalang, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Vandame chetiyang sattva
bằng sát ta tha mê sát ta ti ti tăng sa ri đi khát tha tu ma ha bồ đề bụt đa rô băng sa ca lăng sa đa văn đa mê chê ti yang sát bằng sát ta tha mê sát ta ti ti tăng sa ri đi khát tha tu ma ha bồ đề bụt đa rô băng sa ca lăng sa đa văn đa mê chê ti yang sát bằng sát ta tha mê sát ta ti ti tăng sari ri katha tu maha bodhin buddha rubang sakalang sara. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thở trong khắp mọi nơi. Thế Tôn mình dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát được qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi giới nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thường, kết thành. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nikdukha hontu bhattacca hontu anicca hontu digga yuga hontu aroga hontu sambatik sammichantu sukhi attanang bariharantu dukkhabbatta janip dukkha payabbatta janip baya sukkhabbatta janip soka hon tu sabbe bi banino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Và xin đạo tràng cùng với con thọ trì ngũ giới ạ. Ukasamayang pante visum visum rakhanataya kisaranena saha pancha silani yecha ma. Bạch quá chư đại đức trăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân dự hành theo cho được sự lợi ích. Duttiyam bimayang pante visum visum rakhanataya kisaranena saha pancha silani yecha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyam bi ma yang phan te visum visum rakhana taya kisarane na saha pancha silani yacha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy giới nơi bảo để dân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, con kính thỉnh Ngài Trí Đức truyền tam quy ngũ giới cho đạo tràng chúng con ạ. Con kính thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Trước tiên kính lễ cho con Trịnh Đức Tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào sư Trần Đạo, sư Diệu Minh, đạo hữu Bắc Tri Mai, đạo hữu Huyền Mộng, sư Như Quang, sư Meta, sư Nguyên Trang, đạo hữu Thi An Lạc, đạo hữu Giang Vũ, đạo hữu Thi Lâm, đạo hữu Hoa Sa La, huynh Cha Tương Ớt và sư Nguyên Trần. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp.
Sẵn căn ta năng ca chi hà mi con em lòng thành kính xin quy tăng đồ ti yam bi bụt đăng sa năng ca chi hà mi con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì đồ ti yam bi đăng măng sa năng ca chi hà mi con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì đồ ti yam bi sang khang sa năng ra cha mi con em anh lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta ti yam bi bụt đăng sa năng ra cha mi con em anh lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba ta ti yam bi tham mang sa năng ra cha mi con em anh lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta ti yam bi sang căn sa năng ca cha ha mi con đem lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba được sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật thẩm mang sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp sẵn khăn saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin vi tăng tuttiyam vi buddhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin vi phật lần thứ nhị tuttiyam vi thammang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin vi pháp lần thứ nhì tuttiyam vi sẵn khăn saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin vi tăng lần thứ nhì tatiyam bi buddhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba tatiyam bi thammang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba tatiyam bi sangkhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba thì Saranakha năng Pariponang năng pháp quy tam bảo còn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amaphante dạ chúng con xin dâng. Banatibata về là mình đi sẽ khó bất năng samadhi yam bi con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh adinna da nam về là mình đi sẽ khó bất năng samadhi yam bi con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp kame sumicha cha ram về là mình đi sẽ khó bất năng samadhi yam bi còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da về là mình đi sẽ khó bất năng samadhi yam bi còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối su la me ra ya ma cha pa ma da tha na về là mình đi sẽ khó bất năng samadhi yam bi còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dị uống rượu và các chất sai. Ba na ti ba ta bê ra ma ni si kha ba đăng sa di gia mi con xin dâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh adinna da na Veramani Sikha Badang Samadhyami con xin dân dự điều học là quý tránh xa sự trộm cắp Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Badang Samadhyami con xin dân dự điều học là quý tránh xa sự tà hạnh Musawada Veramani Sikha Badang Samadhyami con xin dâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sura me ra ya ma chấp bát ma đa tha na vera mani sikha padang samadhiyami
Con xin dâng dự điều hộp là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani văn chất bậc đá ni sa thu căn ca tuang áp phám a đê na ni chắc ca lăng sa ma rắc thị tam băng. Chư Phật tử, sau khi tọa trì quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quan giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phạn thi, dạ chúng con xin dâng. Sì lê na su ca tinh doan tị, sì lê na phu ca sâm bạc đà, sì lê na ni phu tinh doan tị ta sâm mai, sì lăng quỷ sô, tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhớ. Sa thúc sa thúc lành thai Uttamang ghe na văn ghe hăng ba đa băng sum và Uttamang Bụt thê yô khá lý tố đô sô bụt thô khả ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần giữa chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đệ hăng thẩm măng cha đù vi thăng và răng thẩm mê vô khả lý tô đô sô thẩm mô khả ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đệ hăng sẵn găng cha đu vi thô tam măng sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bạo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bạo, cúi xin tăng bạo xá tội lỗi ấy cho con. Su Attha Latho Sukhito Varunaho Bodhassa Sanhaya Rogo Sukhito Sabbe Nyatipi Sa Antalatham Sukhita Varunaha Buddha Sasane Aroga Sukhita Hohi Saha Sabbe Nyatipi Te Antalatham Sukhita Varunaha Buddha Sasane Aroga Sukhita Ho Tasaha Sabbe Hị nhà tị phi sĩ thị nhà chân a gà tha sĩ thăm ơn tu sinh thăm ơn tu sinh thăm ơn tu y đăng phá lăng e ta sĩ minh ra ta na ta ya sĩ minh xăm bá sa đà na chê ta xôn tổ xin cho các thiện tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thái. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thúc sa thúc lành thai, phước lành con đã tạo ra. Các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hằng độ, nguyện thoát ba tai nương, nguyện thảy chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành,
nguyện nhìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Văn kinh chi khu salakam mang cấp ta bằng kiriya ma mang ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng cấp tăng ye sát ta sang ni no a thi ye cha sát ta a sang ni no ca tăng phu nha pha lăng mây hăng sập pe pa ghi pa quan tu te ye tăng cấp tăng su vi di tăng định năng Punya pha lăng ma ya ye cha tap tha ma cha năng ti đề qua găng toa ni quê đa dùm sắp bê lô cầm hi ye sát ta chi quăng ta ha ra he tu ca ma nhun năng vô cha năng sắp bê la băng tu ma ma ye ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gia bà, chữ thiên phạm thiên cùng là Phật trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hộ mạch ngay. Có người làm bước được rài, lại đem hội hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới cả hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Y đăng qua ta mê đa nhăn a sa quá kha gia qua hăng ho túc. Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm. Dạ con đã lễ bái tam bảo xong ạ. Dạ con kính lãnh để ngài Liễu Tông. Dạ Xích Nguyên Trang có trước mặt không? Xích Nguyên Trang, nếu Xích Nguyên Trang có mặt xin Xích Nguyên Trang thỉnh pháp sư ạ. Nguyên Trang có mặt không? Trần Đạo xin gửi mít cho Nguyên Trang nha. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Lữ Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma desana yaga jana gatha brahma jaloka tipati sahampati katanjali antiwarang aya Chatha santi thasakta paraca kacatika deise tu thammang anukambimang bacang sakthamma ferin winayan cakayan suttan capantham apitham macamang ako tayanto catusak cadandang pappo thanaye parisa Yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời.
nhóm vườn lộc dạ ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phụ, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân có tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh ngài Liễu Tông có thể cầm mic để thử âm thanh ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Tát Sa Pa Quá Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bút Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bút Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bút Tát Sa. Nam mô Bụt Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thừa Chư Thiền tính trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ kính thưa ngài, âm thanh của ngài rất là rõ ạ. Con kính tri ân ngài. Dạ con một lần nữa con kính chào đạo tràng. Dạ con kính thưa quý cô chú. Hôm nay là ngày Chủ nhật ở bên Việt Nam, giờ của ngài Liễu Tông sẽ trả lời những mà câu hỏi về Phật pháp, vấn đáp về Phật pháp ạ. Nên con kính mong quý cô chú đạo tràng có thể tham gia đặt những câu hỏi hay là có thể chat trên màn hình, con có thể đọc câu hỏi đó cho ngài ạ. Dạ kính mong quý cô chú tham gia đặt câu hỏi. Để đạo tràng mọi người có thể học hỏi thêm từ những câu hỏi của quý cô chú ạ. Và con kính mong đạo tràng cùng tham gia ạ. Dạ con kính mời cô Meta, cô có câu hỏi không cô? Xích Nhịn Từ, Nguyên Trang nhớ là tuần rồi Xích Nhịn Từ có câu hỏi. Xích Nhịn Từ có thể đặt lại câu hỏi không ạ? Nguyên Trang có nhớ là Xích Nhịn Từ có đặt một câu hỏi mà ngài nói giờ đó trễ quá đó, nên có thể đặt câu hỏi và có thể ngài Liễu Tông có thể trả lời ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông vừa đến với đạo tràng. Và trong khi chờ đợi con chưa thấy câu hỏi. Dạ kính thưa ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi thì con xin đặt câu hỏi ạ. Dạ kính ngài, khi mà mình học về tu thiền đó ngài, thì làm thế nào mà mình biết là mình tu thiền như thế nào được đúng đó, ngài, mình hành thiền như thế nào được đúng? Và cái câu hỏi của con hơi chung chung. Và con kính mong ngài có thể trả lời cho con ạ. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thiền là pháp hành. Quý vị trước khi tu thiền phải có học số cái kiến thức về pháp học. Dù rằng có pháp học rồi vẫn phải cái cận ông thiền sư. Thiền sư mà đúng nghĩa. Tại sao phải cần thiền sư? Xin thưa quý vị, nhiều người cầm cái bản đồ trong tay vẫn đi lạc như thường, chứ không phải có cái bản đồ trong tay là mình đi trúng. Mình học cũng giống như mình nghiên cứu cái bản đồ, nhưng không có gì bảo đảm mình đi đúng đường cả, vẫn đi lạc như thường. Hằng ngày quý vị nếu mà lên coi tivi rồi ta thấy đi lạc nhiều khi chết trong nơi nào đó không chừng. Cái vị thiền sư đó là cái vị có kinh nghiệm trong vấn đề mà thực tập. Nhờ vào cái kinh nghiệm của họ đó, thành ra khi mà mình hành đó, mình trình pháp thì họ sẽ thấy cái một cái khuyết điểm của mình.
thì họ giúp mình để sửa chữa những khuyết điểm đó, và những cái gì thiếu thì họ khuyên mình nên học thêm cái gì đó ha. Chứ còn đừng bao giờ mình nghĩ mình đọc hết bài kinh về nhập tức xuất niệm hay hết bài kinh tứ niệm xứ là mình có khả năng mình đi mình hành được, không có đâu ha. Không có. Phải học cái đó thì phải học rồi, nhưng mà khi mà hành thì cần phải có một thiền sư có kinh nghiệm để hướng dẫn, cũng sửa chữa một số cái khuyết điểm của mình. Sau khi hướng dẫn sửa chữa và khi mà ông nói là mình có khả năng để có thể tự tu tập được thì lúc đó mình mới có thể hành một mình được. Còn nếu không thì rất là nguy hiểm, bởi vì chúng tôi nói đó, cầm cái bản đồ trong tay vẫn đi lạc như thường, mà đi lạc nhẹ thì nó tưng tửng, mà đi lạc mạnh thì mất mạng như thường. Thành ra xin đóng góp với quý vị cái câu hỏi của cô Nguyên Trang. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Dạ sa thú con kính tri ân ngài đã cho con những lời khuyên ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng có thể đặt câu hỏi hay là có thể giơ tay lên. Dạ con thấy bàn tay của sư Nguyên Thông. Dạ con kính lại dâng mic lại cho sư ạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ Liễu Tông. Kính thưa sư phụ cho con hỏi một câu, mà câu hỏi này gần gần giống như những câu hỏi trước. Kính thưa sư phụ, con thấy rằng chúng ta rất là hạnh phúc được tiếp nối cái đời sống trước đây, là chúng ta đã con nghĩ rằng chúng ta cũng đã tu học, bởi vì nếu mà không có tu học thì khó có thể mà nghe lọt vào tai giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và con nghĩ rằng trong cái kiếp này con có lẽ là không đắc được gì, và muốn được kiếp sau có thể được tiếp cận cái giáo pháp như là kiếp này. Mà kiếp này là con tiếp cận cái giáo pháp khi con chỉ có 70 tuổi. Con muốn kiếp sau được tiếp cận cái giáo pháp sớm hơn để có thể tiếp tục con đường tu hành của mình. Kính thưa sư phụ, làm thế nào để con chắc chắn rằng những cái sở hành còn lại trong những năm của con còn trong kiếp này, tu như thế nào, niệm như thế nào, nguyện như thế nào, hành như thế nào để có thể được tái sanh làm người và được tiếp cận cái giáo pháp. Con thỉnh sư phụ từ bi chỉ dạy khai mở cho con, và nếu chư vị trong đạo tràng có thể nghe và lãnh hội thì sẽ nghe theo lời giảng dạy của sư phụ để được liên tục được vào giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic và tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Nam mô Bổn Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, việc gặp giáo pháp già hay trẻ chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cái tiền nghiệp mình á, mình tạo được bao nhiêu phần của giáo pháp. Cái chuyện mà mình muốn tiếp cận giáo pháp thì ít nhất khi mình gặp được giáo pháp rồi đó, mình phải bỏ công ngoài nà tủ công phu càng nhiều càng tốt, nhiều đến độ mình có thể tham làm được. Mình đừng nghĩ là mình lớn tuổi rồi mình học ít rồi, nhiều không được, học ít cái chuyện đó không có lý, bởi vì không ai biết quá khứ mình đã tạo ba la mật tới đâu. Ngài Sariputta ngày xưa có một vị học trò già nhất cũng có thể đắc đầu quả như thường. Đức Phật phải đi lặn lội đi về Kusinara để niết bàn cũng để độ một cái ông già mà thôi. Nhưng mà rất tiếc ông già đông hơn mình nhiều chuyện lắm. Chứ còn mình mà gặp Đức Phật xin lỗi, Phật chỉ ngó mình cười thôi chứ ngài không nói gì, bởi vì ngài biết mình thí dỗm. Tại kiếp nào cũng tu nháp hết, không có gì bảo đảm cho kiếp sau mình sẽ làm người cả. Dầu kiếp này mình có thể mình làm được rất nhiều cái việc thiện,
Nhưng mà việc thiện mình làm rất nhiều trong kiếp này chưa chắc gì có năng lực mạnh bằng những nghiệp ác mình làm trong nhiều kiếp trong quá khứ. Trong hằng hà sa số kiếp trong quá khứ bảo đảm. Bởi vì cái thời gian mà chư Phật xuất hiện nó phải ít hơn cái thời gian không có chư Phật. Thành ra cái thời gian mình xuất hiện trong thời gian không có chư Phật nhiều hơn thời gian mình xuất hiện khi có chư Phật. Đó. Thí dụ như trái đất này 5.000 vị Phật, 5 năm vị Phật. Nhưng mà tùy theo có vị 20.000 năm, có vị nhiều nhất là ngày Phật tương lai này cả 100.000 năm. Nhưng mà giống như cái Đức Phật hiện tại, Đức Thế Tôn của chúng ta thì có 5.000 năm thôi. Thành ra khi mình gặp đó, dầu rằng mình có nguyện mình sanh làm người đã đủ kiếp thì trong 5.000 năm đó thì cũng chỉ học được bao nhiêu đó mà thôi. Nhưng mà có cái là tại vì mình không chịu học. Chứ dầu Đức Phật vị lai xuất hiện thì Ngài cũng chỉ nói chừng bao nhiêu đó thôi. Rồi trái đất này nó có sinh trụ và diệt nó, Đức Phật khác xuất hiện, Ngài cũng chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Nghĩa là chỉ nói đủ pháp để chúng ta đi ra khỏi luân hồi. Thì cái quan trọng của chúng ta là khi gặp được Phật pháp thì thứ nhất là phải ráng học, học càng nhiều càng tốt. Giống như chúng tôi nói ở trên rung này nhiều lần đó. Vô chùa gặp ông sư là phải nghĩ chuyện móc túi ông sư, móc túi giáo pháp chứ không phải móc không có nhiều tiền hết. Và tới hỏi. Hỏi từ pháp thấp nhất cho tới pháp cao nhất tùy theo mình. Mà hỏi phải học thật tình chứ không phải hỏi để show up thì cái chuyện đó ông sư ông không có rảnh đâu ha, rảnh. Và khi mình tạo đầy đủ nhân duyên rồi thì kiếp sau mình không cầu nguyện thì cái nhân duyên nó cũng cho quả tự nhiên là mình gặp những người có cùng chung cái hướng với mình. Chứ khi mà mình làm đầy đủ nhân duyên thì cái nhân đó nó phải cho cái quả như vậy chứ không thể nào dòng nguyện không nguyện nó vẫn cho quả như vậy. Còn bây giờ mình làm ít mà mình có nguyện cỡ nào đi nữa thì cái quả nó cho cũng không tới. Mà nó cho không tới mà nó còn tạo cho mình những cái động lực ngăn cản. Tại sao động lực ngăn cản? Bởi vì mình nguyện có kiếp sau được như vậy như kia thì cái tâm mình ít nhất phải nó phải có một số cái loại ác pháp nó chung vô. Cái ác pháp là thọ thích trong kiếp sau. Mà khi cái pháp này vô thì nó làm mất năng lực của cái điều mà mình mong muốn. Mà bây giờ mình gặp Đức Phật. Nó thật sự với quý vị đó. Ví dụ sư Đại Đức Nguyên Thông nè. Đại Đức cứ nghĩ là mình sống 5 năm nữa thôi. Không cần nhiều. Mỗi năm 365 ngày. Nhân trên năm. Rồi trừ đi 1/3, tức 1/3 thời giờ mình ngủ thì giờ làm việc tào lao đó. Thì mỗi ngày chỉ cần học hai cái bài pháp của Đức Phật, hai cái bài pháp liên quan tới những pháp hành hay là những sự trì giới rồi này kia đó. Thì trong vòng 1 năm mình học được bao nhiêu? Phải không? Chứ còn mình chờ người ta không có được cả. Mình làm sao mình ráng mỗi ngày mình nhét cho đầu mình một bài pháp. Một bài pháp của Đức Phật chứ không phải bài pháp của mấy ông sư ông thiết đây. Bài pháp Đức Phật có thể là một câu kinh pháp cú, có thể là một bài rất là ngắn chứ không. Mỗi ngày ráng vàng bài vậy đó thì tính trung bình 5 năm còn lại của Đại Quyền Thông đó ít nhất cũng được khoảng mười mấy ngàn cái bài pháp của Đức Phật. Mười mấy ngàn bài pháp Đức Phật nó đủ gieo duyên cho mình kiếp nào gặp cũng gặp thứ thiệt, thứ có trí chứ không phải là thứ không có trí. Mà với cái số vốn đó thì khi mà gặp được cái bất cứ không cần Phật vị lai gì cả, Phật tinh văn hay cái vị Phật độc giác nào nói một câu mình vẫn có thể mình đạt được những cái hậu quả rất là vô lượng chứ không phải là ấy đâu. Còn bây giờ mình nguyện để mình gặp Phật vị lai, gặp Phật gì đó mà mình không có đầy đủ pháp học thì gặp để xin Ngài cho con chụp hình là đưa lên Facebook thôi chứ không làm được gì khác cả. Vào thời gian Đức Phật còn tại thế đó, mỗi ngày đó, Ngài đi bát cùng hàng ngàn chư vị thánh tăng. Dân Ấn Độ đó ngày nào cũng được để bát như vậy nhưng mà không mấy người đã. Lý do là cũng giống như mình ngày hôm nay là nguyện gặp Phật. Chứ không phải là nguyện, mình phải nguyện gặp Phật và thấy rõ giáo pháp nếu muốn nguyện. Còn mà thì những cái gì mình học từ thấp tới cao nói cho rõ ràng
học 37 phẩm trời đạo, ráng học là hành những bài pháp nào liên quan tới 37 cái phẩm đó, ráng học thuộc lòng và ráng hành để thấy rõ những cái điều mà mình học mình hành như vậy, thì chắc chắn là mình sẽ có cái ngày mình sẽ đạt được cái điều mình mong muốn. Chứ còn giờ mình không học, mình cứ nghĩ rằng mình ngon lành giống như ngài Sariputta hay là ngài nào đó là nghe Đức Phật nói câu cái đắc, không học kiếp trước kiếp sau cũng vậy thôi. Thành ra điều quan trọng giờ là phải ráng hạ thủ công phu mỗi ngày ít nhất là hai cái bài pháp, hai cái pháp quẩn, tức là hai pháp môn Đức Phật nhắc vào đầu mà thuộc mà hiểu đàng hoàng, có thể khả năng hạ thủ công phu thực hành được, chứ không phải thuộc rồi để đi ra ngoài nổ thì không nên. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con rất là tri ân sư phụ đã giảng dạy cái mấu chốt quan trọng nhất mà con sẽ học và thực hành. Kính thưa sư phụ Liễu Tông, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà trả lời những vị ngoại đạo thì ngài nói rằng những điều cần học thì ngài đã học, những điều cần biết thì ngài đã biết, và những điều cần bỏ thì ngài đã bỏ, do vậy ta là Phật. Kính thưa sư phụ, bây giờ chúng con ở đây muốn học đi neo theo con đường của Đức Phật giảng dạy, thưa sư phụ, vậy chúng con phải học cái phải bỏ những cái gì thưa sư phụ? Thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe, xin quý vị lắng nghe để học hỏi trí tuệ của ngài Liễu Tông đã giảng dạy cho chúng ta để nương theo đó mà tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tùy theo mình nhìn về phương diện nào để mình nói mình bỏ cái gì. Nếu nói về phương diện mà rốt ráo trong cuộc sống đó, tức là thấy được tứ thánh đế đó, thì cái mà thấy, người đầu tiên thấy là bậc sơ quả. Bậc sơ quả là diệt được cái gì? Diệt được tà kiến và hoài nghi. Trong tà kiến là nó có thân kiến nha, tức là mình bỏ cái sự chấp ngã về cái thân này. Đó. Còn nếu mình nói mà một cách cho nó chi tiết hơn, là mình bỏ 12 cái tâm ở trên đó. Nếu gì nào học gì pháp biết 12 tâm trên, 12 tâm bất thiện ráng mà bỏ. Nhưng mà trước khi bỏ hết mấy cái tâm đó, nên nhớ một điều khoan bỏ mạng rồi đã, cho bỏ mạng rồi bỏ mấy cái kia không có được. Đó. Còn những cái mình muốn nhát vô là những cái gì? Những cái nào thuộc về thiện pháp là mình nhát. Bởi vì nếu mà cái mà mình cần bỏ mình không bỏ đó, thì rất nguy hiểm. Trong cái câu đầu tiên của bài ba pháp đó, pháp an lành đó là sẽ quên chập hà là năng đó, thì người ác là người gì? Là người luôn luôn làm cái 10 cái thập ác đó. Nó làm 10 thập ác, tức là ba ác thân, 4 ác khẩu và 3 cái ác ý đó. Thì bây giờ mình phải bỏ cái đó. Nếu mà nói về phương diện cá nhân từng người là phải bỏ cái đó. Bỏ những cái mà cần phải bỏ là bỏ cái đó. Mình nghe là những cái thân mà thân ác là gì? Sát sanh trộm cắp, bỏ cho được. Không phải bỏ là khờ, chỉ không làm, không phải. Ngay cả nghĩ tới nó cũng không làm. Ra ngoài thấy một người đẹp quần vũ eo eo lại, chỉ cần thỏa thích là mình chưa bỏ được. Và giống như hai cái kia. Thành ra trong 10 cái thân, 10 cái ác nghiệp đó, đó, nếu mà mình không bỏ được đó, là mình đừng nghĩ chuyện gì khác cả. Đó. Trong cái lời giải thích đó, quý vị muốn biết cái lời giải thích về cái Pala Lakhana đó, quý vị vô đọc trong bài kinh Trung Tung Bộ, bài Pala Bandita Sutta, Pala Bandita Sutta. Hình như là bản tiếng Việt chính là kinh Hiền Ngu đó, có đề cập có cái đó rõ ràng, thì cái đó là nên bỏ trước. Bởi vì cái lúc nào mình là người ác thì mình phải làm 10 cái chuyện xấu đó, lúc nào cũng vậy. Mà trong ngày mình làm người ác nhiều hơn làm người thiện,
Tại sao mình nói làm người ác làm nhiều hơn làm người thiện là sao? Trong Abhidhamma phẩm nhị đề có câu là Pala Thamma, các pháp làm cho chúng sanh nó trở thành người ác. Thì pháp đó là gì? Tức là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở đi theo nó. Khi nào mình có một trong 12 tâm bất thiện và có những tâm sở đi theo, mình gọi là người ác. Mà khi là người ác tức là mình đã là một trong cái thập ác nghiệp dính liền tại chỗ. Bởi vì người ác là người có cái khuynh hướng thường xuyên nói những lời ác, làm những điều ác, suy nghĩ những cái gì cũng ác. Mà 11 trong 12 cái tâm đó nó phát sanh thì mình là người ác. Thì cái điều muốn bỏ là bỏ những cái đó. Đầu tiên là phải bỏ cho được. Rồi sau đó mới tính tới cái chuyện khác. Còn mấy cái đó mà mình chưa bỏ thì chắc chắn là rất là khó. Mình thấy trong cái nơi mình không thấy bỏ được. Đó rất nhiều. Bởi vì khi mình gần người ác thì mình, như quý vị nên nhớ cái người ác đây đó không phải là người ác bên ngoài. Mình đừng có thấy cái ông đó, ông trộm cắp tà dâm, ông dê vợ con. Trong khi mình cũng có những cái tật đó mình chưa bỏ được thì mình vẫn là người ác giống như ổng. Đừng nói đi đâu xa cả, vô trong room này mà nghe pháp, mà trong lúc nghe pháp đó nghe nhìn mấy câu của mấy chapter để họ chat cái gì không dễ là mình nổi sân, thì trong lúc cái sân lúc đó mình là người ác đang nghe pháp rất là dễ thôi, thì làm sao bỏ được ác để trở thành người hiền, người trí đang nghe pháp, thì đó là bỏ. Càng càng nhiều càng tốt, nói trắng ra và bỏ thập ác nghiệp. Còn nếu nói chi tiết là bỏ 12 tâm bất thiện, còn nếu mà nói cách khác nữa thì bỏ 5 cái hạ phần kiết sử, 10 cái hạ phần, 5 cái hạ phần kiết sử siêu thấp và 5 thượng phần kiết sử, bỏ 10 kiết sử. Đó là tùy theo cái phương diện mình nhìn. Tại vì chúng tôi không có cái khả năng của một cái bậc mà có tha tâm thông để biết quý vị đang ở chỗ nào và có cá tánh như thế nào. Thành là chúng tôi không thể nói là gì đó phải bỏ cái này, gì kia bỏ cái kia, thì chúng tôi không có khả năng đó. Thành là chỉ nói chút cách chung chung về vấn đề giáo pháp là như vậy. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa ngài. Dạ, con thấy sư Nguyên Thông đã kính tri ân sư. À, ngài đã giảng dạy ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng quý cô chú có thể đặt câu hỏi, những thắc mắc của mình trong tuần qua ạ. Có thể giơ tay hỏi trực tiếp hay là có thể chat chat trên màn hình. Dạ, con thấy câu hỏi của Bodhikusuma. Kính bạch ngài, con được nghe và nếu không nhớ mình là người có giới thì giới không thành tựu. Kính ngài giảng thêm về điều này và phước báo của việc trì giới. Tại sao giữ ngũ giới mà được giàu có của cải? Con kính tri ân ngài. Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và sau đây con kính dâng mic đến với ngài để ngài có thể giảng giải câu hỏi ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị. Quý vị nên nhớ một cái điều đó, không phạm giới không có nghĩa là đang giữ giới. Người đang giữ giới không có nghĩa là người có giới. Mình nhớ cái chuyện đó. Bởi vì giới của chúng ta là thuộc loại samathana, tức là giới sinh thọ trì. Thành ra quý vị coi cái câu biết tại sao mình không nhớ là mình không có giới. Con xin vâng giữ điều học. Cái câu thứ nhất, Anapana thì ba ta về đó, mani sikha ba đăng samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Đó, thì cái chetana với cái cần nghĩa là cái chetana mà quyết định để không làm việc đó đó, nó còn lúc nào thì được gọi là mình đang giữ giới. Mà chetana đó nó mất, tức là mình không còn có cái tác ý là giữ, là tránh xa sự sát sanh, thì lúc đó mình không thể gọi là người giữ giới được, dầu rằng mình không có phạm.
Nếu mà nói mà lỡ phạm hay là hư là này, cái đó không có đúng. Còn tại sao mình thì giữ giới cũng chưa gọi là người có giới? Bởi giới đó là thành quả của pháp học và pháp hành. Thành quả pháp học là như thế nào? Thì mình sinh thọ là ba na tỳ ba ta vê đó, mani sĩ khả và đăng sa mạc thi gia mí đó, tức là mình đang sinh ở cái vị mà cho mình thọ đó. Cái điều học, điều học đó là gì? Chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, có tác ý ra sức giết chúng nó đi đoàn tụ, tụ năm chỉ đó mới đức giới. Còn nếu mà không đủ á thì giới nó không đứt, nhưng mà tạo nghiệp, nghiệp sát vẫn thành tựu như thường. Thành ra cái thành quả là khi nào mình giữ được đủ năm chi, trong trường hợp quý vị vừa thọ xong trong chánh điện, quý vị ra mũi nó thấy cái ông này từ xưa giờ không biết sinh giới, không biết thọ giới, bây giờ sinh giới nó hoan hỷ quá, nó xà xuống nó hung má quý vị cái, quý vị đưa tay lên cái bóp à, tức là lúc đó là đứt giới. Tại vì cái tác ý mà không không giết tránh xa xe xe sạch nó mất rồi, thấy không? Đó. Thành ra khi mà nó vô nó hung bên phải mình thì phải tác bên trái để cho nó nghe động nó bài, thì lúc đó mình được gọi là có giới, được cái giới đó. Mình nhớ vậy đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, mà khi mà đứt một giới nó thành đứt hai giới. Tại sao đứt giới? Nó vì sinh thọ với ông sư. Con xin vâng giữ được điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Cái thứ tư là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Cái điều đầu tiên là xin tránh xa sự sát sanh, mà tới chừng mình bóp nó một cái đó, tức là mình đã không giữ được cái điều đó, tức là mình phạm với giới thứ tư luôn, tức là nói dối ấy. Thành ra coi chừng, thành ra giữ giới mà không biết cách giữ giới nó lỗ vốn là như vậy đó. Còn nói cái chuyện giữ giới được tài giàu có đó, cái chữ cái chỗ đó dịch không biết ai dịch thì chúng tôi không biết, nhưng mà dịch cái chữ đó làm nhiều người không hiểu. Sĩ lê ná sự cái tinh danh tị sĩ lê ná phô khá sẩm bà thập, nghĩa là chúng sanh mà giữ giới trong sạch thì có giữ được tròn vẹn tài sản mình đã có, chứ không phải làm cho giàu, không có mất mát. Ví dụ như mình uống rượu là mất mát tài sản mình này nọ rồi kia đó, nó mất mát tài sản, nó mất mát. Thành ra sĩ lê ná phô khá sẩm bà thập đó là cái giữ được tròn đủ những cái tài sản của cải mình đã có, chứ không phải là giàu có ha. Nhớ chuyện đó. Nam mô Bích Thạc. Nam mô Bích Thà giá, nhà con đã thấy đạo hữu Bồ Thí Kusuma sa thú lành thay, con tri ân ngài. Và kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và sau đây con kính mời đạo tràng có thể giơ tay lên hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chat chat câu hỏi trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Và con kính mời quý cô chú đạo hữu cùng tham gia ạ. Và trong khi chờ đợi câu hỏi thì cũng theo câu hỏi của đạo hữu Bố Thí Kusuma, kính thưa ngài, cũng như là khi mà cũng như ngài nói là nhiều khi mình phải sinh giới, thì cũng như mỗi ngày tụi con vào vào trong cái room này đó ngài, thì tụi con đều lễ bái Tam Bảo, thì và tụi con thọ trì tam quy và ngũ giới, thì như như vậy tụi con đều sinh giới, thì như vậy tụi con có gọi là có giới không ngài? Và con kính dâng mic lại cho ngài ạ, để ngài có thể trả lời câu hỏi cho con ạ. Nam mô Bổn Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái lúc mình sinh nó tới còn nguyện mình giữ, nhưng bây giờ mình đang ngồi nghe pháp thì cái tác ý tránh xa thì sẽ sanh chắc chắn nó không có rồi. Bởi vì chúng tôi mới nói là không phạm không có nghĩa là giữ giới, mà cái giữ giới không nghĩa là có giới là vậy. Thành ra mình luôn luôn mình có cái dầu rằng mình làm gì mình luôn có tâm niệm là nó, mình đã phải có đủ năm cái virati chê tà chì cả đó, tức là năm cái điều mà mình nguyện rồi đó, tức là thọ để tránh xa này tránh xa cái kia. Dầu rằng mình không phạm giới nhưng không có nghĩa là mình đang giữ giới, nên nhớ chuyện đó.
nó rất là nhiều ghê, chứ không phải dễ giống như mình tưởng. Nên làm sao mình có càng niệm càng nhiều càng tốt, hãy nó hở ra là mình phải biết rằng mình đang có cái tác ý giữ làm cái điều đó, đó nghĩa là phải có niệm càng nhiều càng tốt. Mà nghĩa cái niệm nó đi chơi lúc nào thì kể như là cái lúc đó là dầu rằng không phạm cũng không thể là gọi là người có giới hay giữ giới. Ok, Nam Mô Bích Thầy á. Sa thú, sa thú, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Và cái vụ này nó khó khó. Và con thấy đạo hữu Khánh Dung, và con xin đọc câu hỏi ạ. Kính bạch Ngài, kính Ngài giảng dạy nhiều kiện nào để được sanh làm người tam nhân? Một người tam nhân có phải luôn luôn được sanh ra là người tam nhân không thưa Ngài? Dạ con kính dâng mít lại cho Ngài để Ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Kính cảm ơn đạo hữu. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị nào có học gì pháp thấy nó có tam đại thiện đó. Pháp tam đại thiện là mình làm một trong 10 cái có 10 cái phương pháp tạo phước á, mình làm một trong 10 cái đó đó thì là gọi là thiện pháp. Nhưng mà tới 8 cái tâm đại thiện nó chia làm 2, 4 cái tâm đầu nó gọi là thiện pháp hợp trí, và 4 tâm sau là ly trí. Thành ra khi công việc làm mình làm bố thí trì giới phục vụ này, này kia đó, khi mình làm đó thì cái dựa vào cái tác ý cái chê tà na đó, 3 thời hay 4 thời, ba thời là nói theo Bali, 4 thời nói theo chú giải thêm vô, thì 3 thời là trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, 4 thời là trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm và sau khi làm thời gian lâu. Thì bây giờ nếu mà trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm hoặc là sau khi làm thời gian sau lâu đó mà nó đều là cái tâm đại hợp trí mà có năng lực, thì cái hành động đó đó được gọi là Upakkhata, tức là thiện xảo hay là có nhiều năng lực. Nếu mà trong trường hợp mình tâm tử nó phát sanh mà mình cái lộ căn tử mà nó nhớ được cái đó đó, thì cái người đó trong kiếp sau sẽ làm người tam nhân. Còn nếu mà trời tác ý 3 thời hay 4 thời đó mà nó thiếu năng, không đủ, mà nó thiếu năng lực, thì dù trước thì không có nghĩ tới nó. Trong khi làm thì có, sau khi làm có thể có, sau khi làm thời gian sau quên luôn. Thì dầu rằng làm lúc làm với tâm đại thiện hợp trí, nhưng mà lúc sinh ra là người nhị nhân, là người nhị nhân. Còn người làm cái điều đó với tâm thiện ly trí mà tác ý 3 thời 4 thời, năng lực rất là mạnh mẽ, thì người đó cũng sanh làm người nhị nhân. Nhưng mà cái 4 tâm sao mình làm đó mà tác ý 3 thời hay 4 thời đó, nó mất năng lực, tức là nó không tròn nhau đó, thì người đó sanh làm người lạc vô nhân. Sanh làm người lạc vô nhân. Thì khi mình sanh làm người tam nhân rồi đó thì nó có hậu quả kiếp này, nhưng kiếp sau chưa chắc. Kiếp sau mình sanh lại có thể làm người thấp hơn. Bởi vì căn bản của mình á, cái gốc của mình á, là 4 tòa lâu đài rất là đồ sộ. Tòa lâu đài thứ nhất có tên là địa ngục, tòa lâu đài thứ hai có tên là ngạ quỷ, tòa lâu đài thứ ba là Atula, và tòa lâu đài thứ tư Atula là bàn xanh. 4 tòa lâu. Thì bây giờ đó mình đang lạng hoạng mà mình không khéo là mình lọt xuống đó liền, không đường nào tránh khỏi cả. Cũng như người đời mình, tiền nhân có nói câu là ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt. Kiếp này mình không giữ cho đầy đủ vẫn đi như thường. Mà khi mình làm đầy đủ rồi đó, mà cái một trong những cái giới mình mà nó không có và đủ á, vẫn đi xuống 4 đường ác đạo như thường. Chúng tôi thí dụ là bà hoàng hậu Mã Lý Ca của sư của ông vua xứ Cô Sa Lá đó, cái bà mà nghĩa là đại thí chủ, nghĩa là hạng nhất trong thời Đức Phật đó,
và làm phước rất nhiều. Nhưng cho bà chỉ có một lần nói dối ông chồng tới ông vua đó, vậy mà khi bà chết bà vẫn đi xuống địa ngục như thường vì cái tội nói dối đó. Nhưng mà tại phước bà tạo nhiều quá thì nó bà đi xuống đó có 7 ngày thôi, chứ còn mình mà lỡ xuống đó chắc đi không có lên nổi, thấy không? Nên nhớ chỉ có một lần nói dối thôi. Hoặc là ông sư hình như thời Đức Phật Kassapa thì phải, ông đi trên tàu mà ông lỡ tay ông chụp tàu nó lắc lỡ tay ông chụp phạm với giới trảm thảo đó. Mà trong khi ông giữ giới có 20.000 năm thời Đức Phật đó đó mà vẫn sanh làm rồng như thường, vẫn làm bàn sanh như thường. Thành ra cái chuyện mà muốn sanh được làm người nó khó khăn ghê lắm. Bởi vì mò giống như mò kim đáy biển, mò kim đáy biển còn dễ hơn cái chuyện mà trở lại làm người. Đức Phật ví dụ trong kinh Con Rùa đó, quý vị đọc cái đó thôi chứ rùng rợn à. Đọc xong rồi không dám đọc nữa. Rất là như là dễ sợ chứ không phải dễ. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, con thấy đau khổ Khánh Dung đại dạ sa thú, con kính tri ân ngài. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi với ngài ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, quý cô chú có thể là chết chat câu hỏi trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ, con chưa thấy câu hỏi. Dạ, kính thưa ngài, cũng như ngài giảng dạy là mình bây giờ cái kiếp này mình làm người thì mình ráng tu tập, tại vì mình cũng không có biết là kiếp sau mình sẽ như thế nào. Dạ, kính thưa ngài, ngài có thể chỉ dạy cho chúng con là mình có thể làm như thế nào, tu tập như thế nào để mình có thể trở lại làm người và tiếp tục tu tập không ngài? Tại vì con nghe ngài nói là nó rất là khó, và đúng nên kính mong ngài có thể chỉ dạy cho chúng con. Và con kính dâng bích cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, thì đối với cư sĩ thì ngũ giới giữ ráng giữ cho trong sạch, không muốn giữ trong sạch học cho nó đàng hoàng, học biết chi biết đồ, chứ còn giữ theo cái kiểu xưa bài nay làm nó thì không có nên, xưa bài nay làm nó không có nên giữ, còn thọ mình giữ ráng cố gắng có nhiều cái niệm trong vấn đề giữ giới để cho mình đừng có suy nghĩ bậy. Giống như chúng tôi nãy chúng tôi đề cập tới cái người ác trong ấy đó, người ác trong cái bài kinh Pala Bánh Thị Tạ Sô Tạ đó, Bánh Tạ Sô Tạ. Và là Bánh Thị Tạ Sô Tạ đó là nó có ba cái điều mà được chú giải đề cập tới. Thứ nhất là Đúc Cà Tạ Cầm Má Cà Ri, tức là luôn luôn làm ác. Đúc Phà Sĩ Tạ Phà Sĩ, tức là mở miệng là nói ác. Và Đúc Chin Ti Tạ Chin Ti, nghĩ cũng nghĩ ác. Nhưng mà ba cái điều này trong chú giải nói đó, nó khác với ba cái gọi là ác thân nghiệp, tức là cái giá sơ Đúc Chà Ti Tạ đó, là ác khẩu nghiệp và ác cái nghiệp. Bởi vì cái ác thân nghiệp, ác khẩu nghiệp, ác cái nghiệp là mình khi nằm làm đủ chi, bởi vì nó nhớ đủ chi. Còn cái trong này ba cái này thì không cần đủ chi. Thí dụ như Đúc Cà Tạ Cầm Má Cà Ri là thân luôn luôn làm ác, là chỉ cần mình bất bình, mình có trạng thái để người ta biết mình bất bình thôi đó, thì cái đó cũng là trong chú giải cũng gọi là người ác nha thường. Bởi vì cái người trí đó, khi nào mà có sự bất bình gì đó, người ta dùng cái tâm sở ở đâu xả, tức là mình gọi là kham nhẫn đó, gọi là kham nhẫn đó, để mình đè nó xuống.
Còn thường phàm nhân mình đó là mình dùng ác pháp đè ác pháp, ghim xuống. Ví dụ như là mình nhịn họ, tại vì không phải là mình nhịn là tại vì mình có cái pháp kham nhẫn, mình nhịn tại mình sợ. Đó. Nhịn tại sợ. Thành ra ba cái danh từ mà được chú giải đề cập tới: Dukkha Thakkhama Kari, Dukkha Sitta Phasi và Dukkha Chinti Tạ Chinti đó. Tức là nó không cần phải đúng chi vậy đó. Có cái trạng thái mà không có được đẹp đẽ, không có gì đó, thì cái đó vẫn bị như thường. Thì làm sao mình cố gắng mình tránh gặp những trường hợp đó, nên dùng những cái pháp đối trị hay là dùng cái pháp kham nhẫn để mình tạo thiện pháp, thì nó giúp cho mình rất nhiều việc. Chứ thường mình làm hay theo cái bản chất phàm phu của mình, nghĩa là ai nói gì mình nghe không không thích giận trước cái cho chắc ăn, rồi tới dần tối về nhà mới suy nghĩ lại thì muộn rồi. Hay là ai chọc gì mình rồi mình mở miệng rồi phát ngôn bừa bãi, dù rằng mình không có tác ý gì đó, nó thật không có tác ý xấu, nhưng mà mình cái thói quen mình đó, vẫn làm cái đó, gọi là đúc pha sĩ tạ pha sĩ, tức là cái người mà mở miệng ra là nói tầm bậy. Mày nói ác, nói tầm bậy đó. Thành ra cái đó là nếu mình cố gắng làm cho càng ít, thì hy vọng cái pháp để làm người của mình, những cái thiện pháp để giúp cho mình về sau nó giúp rất nhiều, mà có thể mình có nhiều cơ hội hơn. Chứ còn tại vì trong trong dòng luân hồi của mình đó, mình gặp giáo pháp ít quá, cho tới giờ mình nhìn là biết kiếp nào mình cũng tu nháp. Lâu lâu tới chùa thấy chùa ấn tống kinh đem về cất vô tủ, không dám tụng, tụng sợ kinh cắn. Thành ra bây giờ nhiều người tới chừng đi đoàn tụ, con cái nó đem tới trả lại, đem tới nó để chùa, nó ở nhà không ai coi, giờ mới tin chưa chưa có tháo bịch ni lông ra nữa. Thì hỏi như vậy làm sao để có được phước thiện được. Một pháp Phật đó là phải học. Một người có được một cái pháp môn, tức là một câu kinh pháp cú hả, gọi pháp môn, mà người có được pháp môn đó, nó có năm cái chuyện để nói tới. Thứ nhất là nghe, rồi hỏi cho hiểu, rồi nhớ, rồi đem ra hành hành để thấy như vậy đó. Tức là một sĩ khả bà đá, tức là một sĩ khả bà đá, tức là một pháp học đó. Nó có phải đủ năm chi vậy đó. Còn mình chưa đủ năm chi là mình chưa thấy được cái gì cơ trong đó đó, thì cái đó 2 3 ngày sau quên à. Mình làm sao để cho nó dính, nghĩa là mình dính mắc gì thì mình sợ, chứ mình dính mắc những pháp Đức Phật thì không có sợ. Bởi vì mình sợ dính mắc vào pháp là mình mệt thôi ha. Dính mắc để mình chừa, chứ không phải gì đó, dính những cái thiện pháp đó để mình chừa, nên nó tạo thói quen. Để đi ngược lại ba cái điều chúng tôi nói nãy đó, ba cái điều là đi ngược lại: Dukkha Thakkhama Kari là Sukkha Thakkhama Kari, Dukkha Sitta Phasi từ Sukkha Sitta Phasi, Dukkha Chinti Tạ Chinti tức là Sukkha Chinti Tạ Chinti, tức là mình làm lại ba cái điều là cái tướng trạng của người ác đó, thì nó sẽ giúp mình ha. Như là đang cố gắng suy nghĩ, phải suy nghĩ cái điều hay là phải dựa theo những cái điều mình học. Mình nói cũng là nói những cái lời tránh được cái, thật sự trong bao nhiêu chuyện á, nói mà được cái lời được gọi là su pha si tạ pha sĩ đó, nó chỉ có 10 chuyện thôi quý vị, chứ không có nhiều. 10 chuyện là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về sự tiến bộ của pháp khoa học, sự năng lực của pháp hành rồi này đó, đó đó là còn ngoài ra mình nói chuyện khác, ví dụ chuyện thơ, ngoài chuyện nhà vua, chuyện hàng xóm, chuyện ông kia đánh vợ, chuyện bà nó chửi chồng này kia chồng đó, tức là đúc pha chỉ tạ pha sĩ hết đó. Tức là nói điều vô ích, điều ác hết, chứ không có điều nào có lợi hết. Thành ra cái đó là phải học rồi tập tập để khi nào mình có niệm mình nhớ vững chắc vậy đó, thì nó giúp cho mình nhiều. Còn nếu mà không có làm những cái đó thì cuộc đời mình tới chừng già mình suy nghĩ nó không ra.
Thì chuyện già mình suy nghĩ cái gì nó cũng ra đó. Khi mà cái nó bắt đầu nó có cái trạng thái rồi là Alzheimer đó là quý vị biết, thì pháp gì cũng nghĩ không ra. Thành ra cái lúc mình còn đầy đủ sức khỏe, còn trí nhớ đàng hoàng, hay mỗi lần suy nghĩ nên suy nghĩ về một câu Phật ngôn nào đó, hay là suy nghĩ về cái lời Đức Phật dạy trong cái tăng chi hay trong tương ưng trong gì đó, còn cái nào cũng được. Đó, suy nghĩ vậy đó. Và khi mình hành, mình điều quan trọng là mình giữ giới. Hồi lần ấy rồi mình làm hành động gì mình phải quán xét rồi nó có dính vào hay là làm hư làm nhờ bẩn những cái mái thọ chưa, nó nằm cái điều mái thọ đó. Tục tiếp tục như vậy thì cuộc đời mình về sau nó sẽ đi lên, nó sẽ tiến bộ, nó sẽ khá, không có gì đó. Chứ còn mình làm tùy duyên á, tùy duyên mà tùy duyên kiểu phá giới thì chỉ có nước chết thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính tri ân ngài đã chỉ dạy cho con ạ. Dạ con. Dạ con, sau đây con thấy câu hỏi của đạo hữu Calibri. Trong 10 thiện phước thiện, trong 10 việc phước thiện có việc tu tiến, kính xin sư giảng rõ giúp chúng con về việc này. Dạ con kính nhân mít cho ngài ạ. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thường thường cái chữ tu tiến hình như dịch từ cái chữ pha đó, mà chúng ta thường ta dễ hiểu lầm lắm. Chúng ta tưởng tu tiến tức là định thiền ấy, không phải. Chữ tu tiến ở đây là để dành cho tất cả cái mười cái việc đó. Tức là hồi xưa mình làm cái đó nó bậc hạ thì mình ráng mình làm, và càng ngày nó càng lên bậc cao hơn, bậc trung. Rồi nó có năng lực rồi mình cứ làm thêm, tức là không có lùi, hoặc là không có để cho nó đứng chừng một chỗ. Chữ Phāvana đó, nó có chữ Phāvana tức là mình sẽ tu tiến hay tu tập, nó có bốn chuyện. Thứ nhất là tu thân, Kāya Phāvana. Đó. Và như, thí dụ mình đi đứng nằm ngồi cư chỉ mình ở trước đám đông mà không có gì đáng chê trách, thì phải làm cho nó rất nhiều chuyện lên, làm cho rất nhiều. Làm hoài, làm cho tới khi nào ấy đó. Cái thứ hai nữa đó là tu giới, tức là sĩ lá phāvana. Thì giới lực mình thu thúc kêu cái bổn, mình không vi phạm, như tức là mình có thể dễ vui thì mình tập cho nó càng ngày nó càng có vững chắc. Cái thứ ba là tu tâm tittha phāvana. Tức là chữ tittha phāvana đây giống như là cái phần thứ 10 đó. Cái phần thứ 10 tức là cải chánh cái tri kiến của mình đó. Để tu tâm tức là cải chánh tri kiến, tức là mình phòng hộ đừng cho cái tâm mình nó suy nghĩ tầm bậy, phát triển để cho nó nằm ở trong những cái pháp mà được bậc thiện trí tăng dương, như vô lượng ta tứ, vô lượng tâm, tinh tấn nhẫn nại, hay như vậy. Và cái thứ tư là tu tuệ, chứ tu tuệ đây tức là Banya Phāvana đó, tức là mình làm cho phát triển cái điều thứ 10. Hàng điều thứ 10 đó, tức là cải chánh cái quan kiến của mình đó. Hàng 10, để từ đó đó mình có thể mình dùng nó để mình tu tập những cái pháp mà liên quan tới thiền chỉ hay là thiền minh sát. Đó. Cái sự tu tập này nó sẽ giúp cho những giúp cho cá nhân mình, mà nó còn giúp để duy trì giáo pháp từ xưa giờ Đức Phật dạy. Bởi vì mình có khả năng đó thì cái bốn sự tu tập này đó gọi là Phāvana. Nó chỉ cho tất cả 10 chuyện trong bao chuyện bố thí, về mình bố thí bậc hạ, mình bố thí cho cái người thức, mình không bố thí sao, bố thí cho bậc trung là đón ngày mình giữ mà không để tục lùi, giữ giới cũng vậy ha. Chứ cái tu tiến đây cũng vậy, là như vậy đó. Cái tu tiến là chỉ dành chung cho tất cả cái kia, 10 trong 10 cái này, cái quan trọng nhất là cái điều thứ 10, tức là cải chánh cái quan kiến của mình. Mình phải cải chánh quan kiến của mình để cho nó hợp, nó hợp với những cái điều mà bậc trí dạy. Chứ còn nếu mình không có cải chánh quan kiến, tức là bà đầu tin đó không thông chánh tà đó, rất là nguy hiểm, thì mình không thể giúp cho cái những cái phạm hạnh của mình là nó được tiến bộ được. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Lựu Tông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào đạo tràng. Dạ hồi nãy sư Nguyên Thông cầm mic mà sư không biết đó sư. Dạ. Dạ con kính con thấy là dạ con không biết là dạ con và con thấy một câu hỏi của đạo hữu Tri Ân. Và kính bạch ngài, tâm tâm sở si và tâm sở tà kiến khác nhau như thế nào? Con kính thỉnh ngài giảng dạy. Và con kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi và con kính dâng mic cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch cho tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật ra hai cái tâm sở này nó thuộc loại là nó thuộc loại tâm tâm sở bất thiện hết á. Thứ nhất là để định nghĩa để cho hiểu rõ cái tâm sở si. Tâm sở si á, si là cái pháp mà che đậy và bưng bít bản chất thật sự của đối tượng, làm cho cái người mà khi có cái tâm sở đó nó phát sinh trong cái sự suy nghĩ của mình đó. Và có sự mê lầm, không thấy cái điều mà cần phải được thấy. Thì trong chú giải định nghĩa cái chữ đó nó dễ hiểu nhất là si, tức là biết cái điều không đáng biết mà không biết cái điều đáng biết. Tức là biết cái điều mà không đáng biết, cái điều đáng biết mà không biết cái điều đáng biết, thì nó có 8 chuyện. Thường 8 chuyện, vì đọc trong Bali thường thấy 4 chuyện thôi, nhưng mà trong chú giải thì kể luôn hết tất cả là 8 chuyện. Tức là thứ nhất là không biết về sự khổ, không biết về nguyên nhân sự khổ, không thấy, không biết được cái pháp dẫn tới sự chấm dứt khổ, không biết rõ cái con đường dẫn tới cái sự chấm dứt sự khổ đó. Rồi không biết quẩn xứ giới đế thuộc về quá khứ, không biết quẩn xứ giới đế thuộc về vị lai, không biết quẩn xứ giới xứ thuộc về cả quá khứ lẫn vị lai. Và cái thứ tư, cái thứ tám là không biết rõ các pháp nhân duyên liên hệ với nhau để tồn tại. Thì khi không biết cái đó, câu hỏi bây giờ tâm sở tà kiến là gì? Tâm sở tà kiến tức là pháp có quan kiến sai lầm đối với đối tượng, nghe không? Có cái quan kiến sai lầm đối với đối tượng. Còn tâm sở si thì nó thuộc loại biết cái bưng bít, nó bưng bít chứ đúng nguyên tắc của nó là che đậy hoặc bưng bít, thì che đậy bưng bít. Rồi cái tâm sở tà kiến nếu mà nó có lúc đó thì nó làm cho cái sự nhận thức sai lầm. Bởi vì chữ đích thị đây thường nó theo chữ đích thị trong thần kinh chỉ nghĩa là dịch là thấy thôi, chứ không có rõ ràng giống như trong di diệu pháp. Trong di diệu pháp nói tới chữ đích thị là tà kiến liền chứ không phải thấy không. Còn ở trong thần kinh đó, muốn dịch tà kiến phải có chữ mít chả phía trước, mít chả đích thị và sẩm ma đích thị, hai cái nâng. Còn trong di diệu pháp thì nó là tà kiến, nói tới đích thị tức là tâm sở đó, nó là tà kiến. Thì cái tâm sở này quý vị nếu đọc trong Brahmacara Sutta đó, nó có tới 62 loại tà kiến. Nhưng mà trong các chỗ khác thì nó thêm 3 cái nữa, thành ra nó tới 75 loại đó. Tức là 62 loại thường, 10 loại hữu vô biên kiến, tức là người không hoài nghi về thế gian còn hay không còn, và 3 loại tà kiến cố định, tổng cộng là 75. Nông cộng là 75 tất cả. Thì hai cái tâm sở đó đó, nếu mà nói cho nó ngắn tắt là một cái là thấy sai, có quan kiến sai lầm ở đối tượng. Còn cái tâm sở si tức là che đậy, bột bịch cái trạng thái thật sự của nó. Thì thường thường hai cái đó nó đi chung, nó đưa tới nhiều cái chuyện rất là nguy hiểm. Mà cái tà kiến thường thường, cái thấy sai thường có tất cả trong mọi người, tức là thấy về cái ngũ uẩn này sai nên chấp tà, chấp này chấp nọ. Chứ còn nếu mà không thấy sai cái đó thì đỡ biết mấy thấy sai. Còn chữ chữ tà mà tà đó
chữ tà mà ở ngoài đời xài đó, không phải là thấy sai mà là lệch, thấy lệch đi hay là thôi, không phải thấy sai, thấy lệch thôi. Nó tùy theo ở chỗ. Trong Phật pháp thì tà kiến là như vậy đó, tức là thì nó phát sinh chẳng hạn như mình có quan kiếm sai lầm về cái đối tượng mà nó đang xuất hiện, nó mắc tai mũi lưỡi thân ý của mình. Còn cái tâm sở si khi nó phát sinh thì nó che đậy, nó che cái thực bản chất thực sự của cái đối tượng đó. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con thấy đạo hữu tri ân, dạ con kính tri ân ngài. Con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể chết chat trên màn hình hay là có thể giơ tay đặt câu hỏi trực tiếp với ngài ạ. Và con kính mời quý cô chú cùng tham gia. Và con thấy câu hỏi cũng của đạo hữu Khánh Dung. Kính bạch ngài, con được nghe là giới giới năng hả? Giới dạ con xin lỗi tại không có giống con. Giới năng sanh định giới ở đây có phải là học giới hay có những điều kiện khác không thưa ngài? Dạ con kính dâng mic cho ngài để ngài có thể giảng dạy ạ. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Nam mô Phật Ta giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì giới đây là học giới, tức là xí lá. Còn ở Việt Nam thì dựa theo tạo dịch nhiều cái chữ khác, giới tha tụ cũng là giới, cái gì cũng là giới, phu mí cũng là giới, này kia em xùm đó. Chữ đây là chữ xí lá, tức là giới, giới mà mình sinh thọ hàng ngày đó, thọ ngũ giới, tám giới này kia đó. Cái giới năng mà sanh định đó, thì khi nào mình giữ được cái đó trong sạch đó, thì làm cho cái pháp hành mình nó dễ, dễ phát sinh cái điều kiện của nó. Cái điều kiện của pháp hành là định. Định định có hai loại, định trong thiền chỉ gọi là Parikamma, Upacara tức là Appana. Còn định trong thiền minh sát thì cũng có ba loại, tức là Khanika, rồi Upacara, rồi tới Appana, hai cái khác nhau, dùng danh từ khác nhau. Thành ra giới này ở đây là học giới, chứ không phải là tha tụ hay là bản chất gì đó, hay là phu mí tức là cảnh giới này kia, không phải, chỉ là học giới mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con thấy đạo hữu Khánh Dung đã sa thú, con kính tri ân ngài. Dạ Nam mô Bích Thầy á. Con kính mời quý cô chú cùng tham gia tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Theo như đồng hồ của con thì bây giờ là 5 giờ giờ bên Mỹ, giờ Việt Nam thì là 5 giờ 30. Và hôm nay ngài chỉ có chỉ còn một tiếng nữa thôi. Và con kính mời đạo tràng. Con thấy câu hỏi của đạo hữu tri ân. Dạ, như vậy trong cuộc sống tu tập, chúng con phải tu như thế nào để cho giảm bớt cái mê lầm, bạch ngài? Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bích Thầy, dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Muốn được lợi ích gì thì chỉ có hạnh tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là đầu đường dẫn tới cái sự giải thoát. Tứ niệm xứ, con đường của Đức Phật dạy đó là nó có 7 đoạn đó. Đoạn đầu tiên tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, rồi tới bát thánh đạo. Thành ra muốn giảm bớt mê, giảm bớt ngã chấp trong này chỉ có hành thiền minh sát, tức là hành con đường bắt đầu từ tứ niệm xứ mà thôi. Chứ còn nếu mà mình hành thiền chỉ vào cái đất thiền đi nữa thì cũng không thể bỏ được cái si mê được.
dầu rằng bởi vì trí tuệ trong thiền chỉ đó, nó chỉ giúp mình làm được một số công việc, chứ nó không giúp mình đẩy lùi phiền não. Chỉ có trí tuệ trong thiền minh sát mà đẩy lùi được phiền não mà thôi. Mà khi đẩy lùi được phiền não thì mình qua cơn mê. Còn mình hành thiền chỉ nhiều khi đắc thiền mà vẫn còn mê như thường, vẫn còn mê như thường. Bởi vậy khi mà lúc Đức Phật mới Bồ Tát thành đạo mới thành đạo đó, nghĩ tới hai cái vị mà dạy thiền nhà định đó, thì chư thiên báo là hai vị đó là đi đoàn tụ rồi. Ngài mới nói là mất cơ hội rồi, tiếc thay mất hết cơ hội rồi vậy đó. Bởi vì những cái phiền não hôm nay kia đó là nó còn mình ở trong người mà lúc nào thì nó là luân hồi, lúc đó tạo luân hồi. Còn khi mình đẩy lùi được nó thì nó mới giúp được mà thôi. Thì đẩy lùi nó có ba cách: thứ nhất là đối trị, thứ hai là đè nó, và thứ ba là bứng rễ nó, tức là diệt nó. Thì tâm thiện hiệp thế đó thì đối trị, và tâm thiện sắc giới vô sắc giới thì đè, mà còn tâm thiện ở siêu thế thì bức luôn. Đó. Thành ra muốn cho tâm thiện siêu thế mà cho phát sanh được thì chỉ có con đường tứ niệm xứ mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con thấy đạo hữu tri ân đã xa thú con, kính tri ân Ngài. Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu Khánh Dung. Kính Ngài, cho con hỏi, ở cõi vô sắc có thể chứng đắc đạo quả không, thưa Ngài? Dạ, con kính dâng mít cho Ngài để Ngài có thể trả lời câu hỏi cho đạo hữu Khánh Dung ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu mà mình chưa đắc đạo quả, mình sanh về cõi vô sắc thì kể như là điêu tàn, tức là hết tuổi thọ rớt xuống cái bịch, không thể nào đắc đạo quả được hết. Nhưng mà nếu mà mình là bậc sơ quả, trở lên là bậc sơ quả trở lên, thì mình lên đó thì mình còn hy vọng đắc cái đạo quả cao hơn được. Bởi vì quý vị biết cái sự nương nhờ của các loại tâm đó, thì cái tâm mà sơ đạo đó, cái tâm sơ đạo đó, nó phải nương nhờ hạt tẩy giáo quá thụ, tức là nó phải nương nhờ sắc yêu chắc chắn. Thành ra trên cõi đó nó không có sắc yêu vật, thành ra cái tâm sơ đạo không thể phát sanh được. Thành ra phàm phạm nhân mà sanh lên đó thì kể như phí thời gian. Chứ còn nếu mà lên tới nhị quả trở lên thì không sao, lấy tam quả ấy sơ quả chứ. Nhưng mà đắc sơ tu đạo hoàng rồi sanh lên đó thì vẫn có thể tiếp tục như thường. Còn nếu mà chưa đắc thì lên đó thì phí thời gian. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy đạo hữu đạo hữu Khánh Dung đã xa thú con, kính tri ân Ngài. Dạ, con kính cảm ơn quý cô chú đã đặt câu hỏi. Và sau đây con kính mời quý cô chú tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi trong giờ vấn đáp của Ngài Liễu Tông hôm nay ạ. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài hay có thể chat chat trên màn hình. Dạ, dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Calibri. Kính thưa sư, đoạn kinh sau đây liên hệ như thế nào với tứ đế? Ở đây này tỳ khu, kẻ vô văn phàm phu, không biết rõ năm uẩn, không biết rõ năm uẩn tập khởi, không biết rõ năm uẩn đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến năm uẩn đoạn diệt. Này tỳ khu, đây gọi là vô minh. Kính xin sư dạy giảng giải giúp chúng con ạ. Dạ, con kính dâng mít lại cho Ngài để Ngài có thể giảng giải câu hỏi. Dạ, kính nắm cảm ơn đạo hữu ạ.
Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Những này chúng tôi nói nãy là vô minh thì không thấy 8 điều, trong đó có 4 điều là tứ thánh đế. Thì ở đây kẻ vô văn phàm phu không biết rõ ngũ uẩn, tức là không biết khổ đế. Không biết rõ năm uẩn tập khởi như thế nào, tức là không biết rõ về thập đế. Không biết rõ ngũ uẩn đoạn về như thế nào, tức là không biết rõ niết bàn. Và không biết rõ con đường dẫn đế, cái sự tận diệt ngũ uẩn, tức là không biết rõ đạo đế. Tức là câu này rõ ràng là đối với một người không phải là ngũ uẩn không, mà cái gì khác cũng vậy. Tùy theo mình nói, Đức Phật khi mà ngài giải đó, giải tùy theo cái bà là mặt của chúng sanh. Con người ngài nói rất là vắn tắt danh sắc. Con người ngài nói được thêm chút ngũ uẩn, con người ngài phải 6 xứ rồi 12 xứ rồi 18 giới gì không, xong đó là tùy theo cái đó ha. Thành ra cái chúng sanh này tương đối là có trí tuệ, là được nghe ngài cái câu rất là rõ ràng, tức là không thấy khổ đế, không thấy tập đế, không thấy diệt đế, và cũng không thấy con đường dẫn tới cái sanh diệt đó, tức là đạo đế. Nó tức là không thấy rõ tứ thánh đế đó, mà nó một cái thầy á, giống như cái câu mà ngài Sariputta mà nghe ngài Sa Chi nói cũng vậy. Câu đó là nói tới tứ đế rất là rõ, về thầm ma hệ tụ bà phá hoa, chứ về thầm ma ở đó đó tức là khổ đế, hệ tụ bà phá hoa tức là có nhân là tập đế. Nói thật kìa, nếu mình dịch về đó cho hiểu, cho mình dịch các pháp do duyên sanh thì nói cái đó thì nghe thì nay, nhưng mà không hiểu gì hết, mà cũng biết đường đâu mò. Nếu mình dịch cho nó có người ta bắt được chi pháp đàng hoàng, tức là khổ đế, có nhân là tập đế, thì ở đây cũng vậy. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con không biết là đạo hữu Calibri còn thắc mắc gì không ạ? Dạ con dạ trong khi chờ đợi thì con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Tri Ân. Kính bạch ngài, vì sao hai tâm quan sát thọ xả lại dẫn đi tái sanh được ạ? Năng lực của tâm này mạnh như thế nào bạch ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho sư đệ sư có thể giảng dạy câu hỏi, và cảm ơn đạo hữu Tri Ân đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tổng hiền dạ, kính thưa chư vị, hai cái tâm này nó không có dẫn đi tái sanh. Hai tâm này nó có cái quả, nó làm nhiệm vụ là tái tục, chứ nó không có dẫn đi. Còn dẫn đi là cái nhân, cái nhân mà làm cho nó phát sanh đó. Tức là cái tâm thọ xả mà quả ở trên đó. Cái tâm là quả của bất thiện nghiệp là do 11 cái tâm bất thiện từ cái tâm phóng dật. 11 cái tâm bất thiện đó đó, nó là cái pháp dẫn cho cái tâm thọ xả này tái tục, tức là nó là cái nhân làm cho cái tâm thọ xả này là phát sanh làm nhiệm vụ tái tục. Còn nếu mà mình làm giống như hồi nãy chúng ta nói đó, tức là bốn cái tâm đại thiện mà ly trí đó, mà năng lực yếu nữa đó, thì nó làm cho cái tâm thọ xả phía dưới, tức là tâm thọ xả quả lạc của nhân đó, tức là nó là quả của thiện pháp, nó là chủ nhân. Là khi nó là quả thiện pháp thì nó là cái pháp mà dẫn cái thằng này cho làm cho thằng này phát sanh và làm được cái nhiệm vụ là tục sinh. Nó chỉ làm nhiệm vụ tục sinh thôi, chứ nó không có dẫn đi tục sinh, đi tái sanh vậy, nó làm nhiệm vụ đó. Bởi nó là quả của cái pháp khác. Thành ra mình làm thiện pháp, nó thật sự quý vị không để ý, cho mình làm thiện pháp nó dễ lắm. Nhưng mà cái quả của nó thì bất khả tư nghị. Cùng làm thiện pháp dục giới, cùng làm thiện pháp mà có thể sanh làm người tam nhân, có thể sanh làm người nhị nhân, hoặc có thể sanh làm người vô nhân. Còn nói về cái thành quả thì sanh làm người giàu, người có nhiều tài sản, hoặc là homeless. Mấy người homeless quý vị đừng nghĩ là do ác pháp, do thiện pháp như thường được sanh làm người, nhưng mà những cái pháp phụ tùng không làm, giống như bố thí rồi này kia không có làm, nên đó kiếp sau vậy đó. Hoặc là làm ác, thì chẳng hạn như lô gà tịt xạ thể ra đó, tức là
người ta dâng cho ngài Thánh Tăng đi ngang ghé ra cái ông đem ông đốt được này kem chùm đó, cho tới kiếp hiện tại thì dầu đắc thánh quả, thánh quả a la hán đàng hoàng, nhưng mà chỉ no được có bữa cơm cuối cùng, no được ngài Sở Di Phụ Tát đi trị bệnh về rồi cho ăn, rồi xong ăn xong là niết bàn luôn, nghĩa là cả đời từ lúc sinh ra đó, đói đói dài dài. Thành ra mình làm gì cũng vậy, nên làm 10 phương pháp tạo phước, khi nào bố thí thì cần bố thí, khi nào quan hỷ thì cần quan hỷ. Chứ mình thấy cái pháp mà cái phước báo thì sao nó dễ quá, người ta làm cái mình chỉ cần xả thú là cũng có phước, dĩ nhiên có phước, nhưng mà cái phước đó nó không bằng cái phước cái người thân tài làm cái việc bố thí. Cho nên từ có phước đó rồi sau này ngon lành cũng không có ngon đâu, có phước thì phước thiệt, nhưng mà khi làm thiện pháp giống như chúng tôi nói đó, làm cái kiểu nào để được sanh như thế nào đó. Còn mình làm ác pháp là nó khó làm, tại sao mình làm hoài đó. Tại vì cái bản chất chúng sanh đó, giống như nước từ trên cao chảy xuống đó. Tại sao mà ác pháp khó làm? Bởi vì ác pháp làm thì ta nghĩa là ta, chủ ý hay tác ý ba thời nó phải đầy đủ, chứ không đầy đủ thì không ai làm được đó. Mình muốn giết một người trước khi làm là phải tính chuyện dầu dứa, phải planning rồi này kia xùm, núp chỗ này hay là đào lỗ chỗ kia, đào hang chỗ nọ này kia xùm, rồi bắn sao, lụi phải lụi sao. Tới chừng cái lúc mình thấy nó rồi, có cơ hội rồi đó, cái tâm mình cũng ác ghê lắm, chứ tiếp cái tâm mình lúc đó có tâm từ chắc lụi không được đâu, ác. Rồi sau khi làm rồi đó thì mình hoan hỷ với các pháp mình làm vẫn là tạm ác, mà mình hối hận cái việc đã làm cũng là ác, thành ra cái ác ba đời như vậy đó. Như là ba thời như vậy đó, thành ra khi không có người nào mà sát sanh xong rồi cái chấp tay nguyện cho cái quả báo sự sát sanh này cho chúng tôi đi địa ngục, không có ai mà nguyện đó. Nhưng mà sát sanh xong là đi trong đường đạo tránh khỏi đó. Thành ra đó là lý do ác pháp khó làm, nhưng mà chúng sanh làm hoài, tại chúng sanh thích đi xuống hơn thích đi lên. Đi xuống nó có bạn bè vui, đa số người xung quanh mình đi xuống, mình đi lên ở đó mình buồn. Thành ra cái tối ngày cái làm ác nhiều làm thiện là vậy đó. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con Nguyên Trang một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo trang. Dạ con thấy đạo hữu tri ân đã xa thú, con kính tri ân ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo trang tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính ơn quý cô chú quý đạo hữu đã đặt câu hỏi với ngài. Dạ cái đó giúp con rất là nhiều à. Dạ con kính mời quý cô chú tiếp tục cùng tham gia, có thể chết chat trên màn hình hay là có thể đặt câu hỏi và con có thể đọc câu hỏi lại cho ngài à. Dạ trong khi đợi chờ đợi dạ không biết dạ không biết sư sư Nguyên Thông có câu hỏi không sư? Con kính mời sư Nguyên Thông. Dạ con thấy một câu hỏi tiếp tục của đạo hữu Tri Ân ạ. Dạ kính bạch ngài, vì sao trong Chá Quá Ná Kít Chá lại có tâm xin tiếu bạch ngài? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thà Gia kính bạch Chia Tôn Hiền Giả, kính thưa quý vị. Thì cái tâm mà nó làm như vô cười của bậc A La Hán thì có năm cái tâm tất cả, tức là bốn tâm di tác, thọ hỷ và tâm di tiếu. Di tiếu, nhưng mà tâm di tiếu này cái cười đó nó không có cái niệm, nên là chỉ bậc tứ thánh quả thôi, chứ còn ngài Đức Phật thì ngài không cười với tâm này đâu. Ngài không có cái tâm này. Thành ra khi mà cái bậc thí dụ như ngài Mốc Khanh La Ná mà từ trên
đầu đi xuống với một cái gì nữa đó, tự nhiên ngài mỉm cười, thầy ngài thấy ngài quỷ đó, đó là những cái cười mà nó tương đối nó đi ngoài ý muốn, mình ra gọi là cười với tâm vô nhân là vậy đó, tâm không có niệm, năm cái tâm đó làm cái cười của bậc A La Hán thường thường, chỉ có bậc bậc tứ thánh quả mới cười với tâm đó thôi, nhưng mà đôi khi bậc tứ thánh quả lúc cười nó cũng có những cái trường hợp khác thường, chứ không phải lúc nào cũng có niệm hết nè. Còn Đức Phật thì ngài có duyên sự, ngài mới nhếch mép thôi chứ ngài không có cười lúc nào. Thành ra cái sở dĩ sao mà có cái đó là tại tâm đó nó làm cái nhiệm vụ thờ bậc tứ tứ thánh quả cười, cười được với cái tâm đó. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con thấy đạo hữu tri ân, dạ con kính tri ân ngài. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Liên Hoa. Dạ cho con hỏi đoạn đoạn thường là gì và đoạn chấp là gì ạ? Dạ con kính dâng bích cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Cảm ơn đạo hữu Liên Hoa đã đặt câu hỏi. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tổ ngài già dạ, kính thưa chư vị, chúng tôi không hiểu câu hỏi bởi vì chỉ đoạn thường đoạn chấp phải cho biết cái xuất xứ cái gốc này là mới thể đoán được. Chứ nói vậy thứ đường đâu mà nào mò mò. Nam mô Bụt Thầy gia. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ đạo hữu Liên Hoa có thể cầm mic hỏi trực tiếp với ngài, ngài có nên có thể là dễ hiểu hơn ạ. Dạ kính mời đạo hữu Liên Hoa cầm mic ra. Đạo hữu Liên Hoa có thể cầm mic không ạ? Kính mời nha Nguyên Trang, kính gửi mic lại cho đạo hữu nha. Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả cái đồ cái gì hình như là đi đâu rồi đó cô Nguyên Trang, trong máy sự không thấy là cái nét của người đó. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sa thú con kính tri ân ngài. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Khánh Dung. Kính bạch ngài, những ngày thọ bát quan trai như 8, 14, 15, ý nghĩa của những ngày này như thế nào thưa ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Thật sự nó không có ý nghĩa gì đặc biệt đó. Đó là cái sự tiện lợi vào cái thời đó, thời xưa đó. Thì những cái ngày đó đó là những cái ngày mà giới của chư tăng có 4 ngày giới trong tháng, thì thường thường ngày đó thì có chư tăng đầy đủ này kia người ta tới dịp học hỏi tại vậy đó. Nhưng bây giờ cái đó nó thay đổi nhiều lắm, không còn mấy ngày ở bên Thái, giờ cũng 4 ngày, nhưng 4 ngày chủ nhật đa số là 4 ngày chủ nhật, bởi vì nhiều người không có rảnh rồi. Hồi xưa đó mấy sư Miến Điện, mấy sư Thái nói chúng tôi cách đây chừng 40 mấy năm, 50 năm gì trước đó, là những ngày đó là ngày nghỉ nhá. Bên mấy sư Miến Điện như Thái Lan là ngày đó ngày nghỉ, đó ngày giới, ngày chư tăng họp lại để tụng giới thuyết pháp rồi này kia. Chư tăng tiếp tụng giới thì có 2 ngày thôi, nhưng mà cái ngày mà thêm 2 ngày nữa là giống như ngày của chư tăng để thuyết pháp giảng đạo cho nghe vậy đó. Nếu không có cái lễ gì đặc biệt thì có những ngày đó, thì ngày đó là cư sĩ Phật tử tới, chư tăng đồng người ta có thể hỏi đạo thuyết pháp rồi được. Chứ không phải những cái ngày đó là quý vị tới chùa của Thái gì, hay chùa Mân Điện quý vị tìm ông sư khó lắm, tại họ đi học hết à. Họ đi học cái ngày chứ đâu có ngồi ở nhà chờ ai đâu, đi học hết à. Buổi sáng tới sớm thì người ta phải đi từ bên rồi. Còn cái này
Sau đó thì sau này thì người ta không còn nghỉ cái ngày đó nữa, thành ra cái ngày mà thường lấy là ngày nghỉ bây giờ là ngày Chủ nhật. Thành ra khi mà ngày Chủ nhật thành ra người ta mới tới chùa đông để có thời hội thuyết pháp rồi chưa tăng còn được nghỉ rồi vậy đó. Thành ra chứ không có gì đặc biệt trong mấy ngày đó cả. Ngày Bác Quan Trang thì có chư tăng thì mình tới mình học hỏi có người ta giảng giải lãnh đạo thuyết pháp cho mình, chứ còn hồi xưa cái ngày thì Chủ nhật thì họ không có nghỉ, mà chư tăng thì đi học hoài, chỉ từ ngày giới đó mới được nghỉ mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy câu hỏi của đạo hữu liên qua là, dạ con hỏi nhầm là chấp thường và chấp đoạn trong câu trả lời của sư Trí Đức. Câu trả lời Nam truyền là chấp đoạn, Bắc truyền là chấp thường. Dạ, dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ nếu đạo hữu Liên Hoa có thể cầm mic thì có thể cầm mic hỏi trực tiếp cho dễ hiểu hơn ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Câu này liên quan tới sư Trí Đức, không biết sư Trí Đức có trước máy không, nếu có trước máy xin sư Trí Đức cho tín hiệu để giải thích cho cái vị hỏi này rõ cho chúng tôi, không biết là từ đâu ra cái này. Thành ra không biết ngài Trí Đức, ngài Trường Đạo Trí Đức có râm rung không ạ? Nếu ngài có thì ngài cầm mic. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ con chắc con không thấy tín hiệu của sư Trí Đức ạ. Dạ không biết là dạ cảm ơn đạo hữu Liên Hoa. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Tri Ân. Dạ kính bạch ngài, Bà La Môn có ý nghĩa như thế nào? Từ nay con thấy trong kinh dùng cho Bà La Môn giáo là và Phật cũng có dùng, vậy nghĩa giống nhau hay khác nhau bạch ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chư Bà La Môn là chư Brahmana, Brahmana. Thì thật sự Brahmana là một cái đạo từ thời rất có lâu rồi, có thời Đức Phật. Theo kinh điển Vệ Đà đó, có lâu rồi. Nhưng mà cái chữ Bà La Môn mà mình thấy trong Phật giáo dùng đó, nó không có nghĩa là cái tôn giáo. Chữ Bà La Môn hồi thời trước thời Đức Phật thì có hai cái danh từ mà người ta hay xài. Mình âm tiếng Việt là Sa Môn với Bà La Môn đó, tức là Samana, Brahmana. Samana và Brahmana. Thì Samana là để chỉ cho những cái loại tu sĩ mà không theo dưới cái truyền thống kinh Vệ Đà. Còn Brahmana tức là những cái tu sĩ theo cái truyền thống kinh Vệ Đà. Đó. Thành hai danh từ đó đó, hồi trước thời Đức Phật thì dùng như vậy, nó khác nhau. Khác nhau là chỉ để cho một người tu theo cái hệ thống về kinh Vệ Đà và người tu theo hệ thống khác. Thống khác chẳng hạn như lóm luật sư hay là những cái người mà tu riêng rẽ trong rừng mà không có theo cái hệ thống kinh Vệ Đà thì gọi là Samana. Nhưng mà khi Đức Phật thuyết giáo pháp ngài đó thì ngài dùng chữ Samana Brahmana giống nhau, tương tự chỉ với bậc thánh. Trong giáo pháp Đức Phật thì nói là Brahmana hay là Samana đó, tức là thường thường chỉ cho bậc thánh. Ví dụ trong bài kinh cuối cùng là Đức Phật có nói cho cái vị mà học trò cuối cùng ngài đó, trong giáo pháp này
trong giáo pháp nào mà không có bậc thánh đạo thì giáo pháp đó không có sa môn, sa ma ná là vậy, là chỉ cho bậc thánh thôi. Còn chữ Brahmana đó thường quý vị học trong kinh Pháp Cú, cái phẩm mà Brahmana đó, Brahmana thì quý vị sẽ thấy được gọi là bà la môn vậy đó, mình dịch gọi là bà la môn đó, tức là cái mấy gì đó bậc thánh đó, đó. Thành ra chỉ sa ma ná hay Brahmana trong giáo pháp này để chỉ cho bậc thánh mà thôi. Nhưng mà chú giải thêm vô là cái người đang hành để đắc thánh, nghĩa là tích tắc ở trong thời gian tới đây đó thì cũng được gọi là Samana ha. Nhưng mà mình theo cái kinh điển thì hai cái chữ này là cái cách gọi, cách gọi để chỉ cho hệ phái khác nhau có trước thời Đức Phật, và khi mà Đức Phật dùng hai chữ này đều chỉ cho bậc thánh hết à, sa môn thứ nhất là bậc sơ quả, sa môn thứ hai là chỉ cho bậc thánh hết. Còn những người nào hành đắc này đắc nọ thì ngài cũng gọi như vậy ha. Tôi cảm ơn cái nick liên quan này, để khi nào gặp sư Đức hỏi ra ngang chứ sư Đức dạy cái gì chúng tôi không rõ, mà hỏi rồi nói là trả lời nó không có đúng ý là nó thành cái chuyện khác mà nó mô bích thai giá. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con kính xin, dạ con kính đảnh lễ quý sư và dạ, kính chào quý đạo hữu. Dạ con thấy đạo hữu tri ân đã xa thú con, kính tri ân ngài. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Sofa Ná Chí Tá. Kính thưa sư, con chỉ nghe nói về tam tư trong phước thiện bố thí, còn chính cách tạo phước thiện còn lại, kính xin sư chỉ dạy cho cách hành tam tư trong các phước thiện đó. Và dạ, con kính nhân mít lại cho ngài. Và dạ, cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bố Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Có cho tất cả mọi loại, thí dụ như bây giờ mình nói mình tới chùa này mà để làm gì, vết rác thì trước khi đi mình nhất định tới chùa, mùa này mùa lá rụng nhiều tới chùa để làm việc đó. Trong khi làm vậy, làm thì sau khi làm về rồi mình nghĩ lại việc làm, mình không biết nó có đầy đủ hay còn thiếu cái gì để lần sau mình làm cho nó đàng hoàng hơn. Cái nào cũng phải cần cái tam hoặc bốn, ba hoặc bốn hết á. Nhưng mà theo chú giải thì nên làm bốn, bởi vì cái thứ tư đó nó quan trọng lắm. Cái thứ tư đó mình nghĩ tới việc thiện mình làm, ví dụ bố thí hay trì giới, mình nghĩ tới cái việc mình làm đó, là cái đó nó gọi là niệm thí hoặc là niệm giới là vậy đó. Nó thành một cái đề mục của thiền. Cái tác ý mà thứ tư đó, tức là tác ý sau khi làm thời gian lâu đó, nó giúp cho mình tạo được cái năng lực của cái tâm rất là nhiều, chứ không phải là dễ. Nhưng mà trong Bali thì chỉ nói có ba thôi, nhưng mà trong chú giải thì nó cho tất cả mọi việc, tất cả việc kia cũng vậy đó. Ngay cả khi mình quyết định là ngày hôm nay mình sẽ mỗi ngày đó, nghĩa là sáng mình nghĩ là mình phải làm xong việc rồi mình ngồi, và trong khi ngồi cái tâm mình đứng ở trong cái điều kiện đó, và sau khi ngồi mình, khi mình xả ra, mình xả thiền ra, mình cũng vậy, cho tất cả mọi chuyện chứ không phải là cho mà chỉ có bố thí không mà thôi. Nam mô Bích Thầy vậy. Nam mô Bích Thầy giá, và dạ, con kính đảnh lễ quý sư và dạ, kính chào đạo tràng. Và dạ, con không biết đạo hữu Sothana Chita có thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ con không thấy tín hiệu. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ theo như giờ thì con thấy là chỉ còn lại 30 phút nữa thôi ạ. Con mong quý cô chú dành thời gian quý báu của mình có thể đặt câu hỏi. Có thể chích chat trên màn hình hay là có thể cầm mic hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con kính mời đạo tràng.
Dạ con không biết sư Nguyên Thông có câu hỏi không sư? Dạ con kính kính mời sư đặt câu hỏi à. Dạ con thấy dạ không biết con thấy trong đây có chú trai tương ớt. Dạ không biết chú có câu hỏi không chú trai tương ớt. Dạ kính mời chú. Dạ con xin đọc câu hỏi tiếp tục ạ. Kính thưa sư, tâm là một tập hợp của một số tâm sở chứ không phải là một danh pháp riêng biệt. Kính xin sư chỉ dạy và cảm ơn đạo hữu Sophanachita đã đặt câu hỏi ạ. Và con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Tâm nó là cái một phái danh pháp riêng biệt chứ sao ấy được. Nhưng mà khi nó phát sanh, nó không phát sanh riêng biệt. Tối thiểu nó phải có bảy tâm sở đi theo. Vậy thì cái tập hợp đó gọi là tứ danh quẩn. Cái tâm mà ít nhất là tâm nhận thức thì cũng có bảy tâm sở đi theo. Một cái tâm như bảy tâm sở đó nó gọi là tứ danh quẩn. Tâm là pháp riêng biệt, tâm sở là pháp riêng biệt. Giống như là sắc là pháp riêng biệt, niết bàn là pháp riêng biệt. Thành là bốn cái pháp được giảng giải rõ ràng trong cái gì pháp là tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ không biết đạo hữu còn thắc mắc. Dạ con thấy đạo hữu đã xa thú. Dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp của đạo hữu Tri Ân ạ. Dạ kính bạch ngài, tâm quan sát thọ hỷ làm nhiệm vụ gì trong lộ trình tâm bạch ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu Tri Ân đã đặt câu hỏi. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái tâm đó đó, trong cái thể nó làm hai nhiệm vụ. Thứ nhất là nhiệm vụ nó là qua quan sát, nhiệm vụ thứ hai là thập di, làm nhiệm vụ thập di. Thập di tức là tâm tà tha ra ma ná đó, cuối lộ trình tâm nó có 11 cái tâm đó, tâm thập di đó. Và thì nó có tám tâm quả tức là tám tâm đại thiện, đại thiện ấy là đại quả, tám tâm đại quả và ba cái tâm quan sát. Thành ra nó làm nhiệm vụ đó, làm nhiệm vụ thập di ha. Nhiệm vụ thập di, nhiệm vụ quan sát cái thập di. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu Tri Ân, dạ con kính Tri Ân ngài. Dạ Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ còn khoảng 25 phút nữa, dạ con kính mời tràng có thể giơ tay lên đặt câu hỏi trực tiếp với ngài, hay có thể chat chat trên màn hình và con sẽ đọc những câu hỏi ạ. Câu hỏi của quý đạo hữu sẽ làm bài học chung cho đạo tràng hôm nay ạ, nên con kính mời quý cô chú cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ con chưa thấy câu hỏi. Dạ không biết cô Trần Đạo, cô Metta có câu hỏi không ạ? Xích Niệm Từ, Xích Hoa Sa La. Dạ không biết đạo hữu Tri Ân còn. Dạ con thấy đạo hữu Khánh Dung đặt câu hỏi. Kính bạch ngài, ngày nay với khoa học tiến bộ,
Việt, Việt tiếng Việt tiếp dạ, cảm ơn. Việc việc tiếp cận giáo pháp để dân chết rồi, chết luôn. Câu đọc lại, kính bạch ngài dễ dàng. Kính bạch ngài, ngày nay với khoa học tiến bộ, việc tiếp cận giáo pháp dễ dàng hơn, nhưng tại sao lại khó tu tập hơn, thưa ngài? Dạ con cảm ơn, dạ con kính tri ân sư, dạ con kính dâng bích lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, ngày nay mình lần lần mình xa giáo pháp là tại vì mình đặt nặng vấn đề vật chất nó nhiều hơn. Cái phiền não con người ta khi nó phát sanh là nó dựa vào vật chất nhiều hơn là những cái pháp của Đức Phật. Cái tuổi giáo pháp của Đức Phật nó đang ở tuổi xế chiều, tức là tính theo chu giải 5.000 năm thì nó đã hơn 2.000 năm, tức bắt đầu nó qua cái tuổi xế chiều rồi. Thành ra con người ta ngoại trừ những người nào mà cái tiền nghiệp tốt, người ta mới cơ gặp được nhiều cơ hội để người ta theo thành theo giáo pháp Đức Phật, chứ còn thường thường là không. Ngay cả chúng ta cũng vậy, quý vị trên đường lái xe đi chùa nhưng mà đi dọc đường thấy bảng quảng cáo của Walmart hay là cái gì đó vài chục phần trăm sale, rồi là bảo đảm quý vị dính mắc vô đó nhiều hơn là nghĩ tới chuyện chùa. Nhiều khi thấy sợ hết đồ tập tấp vô đó để làm chuyện đó nữa nè, nó cái phiền não chúng sanh càng ngày nó càng dày hơn so với ngoài. Mà từ thời tạo thiên lập địa đó, con người ta đó, bởi vì mình có khiếm khuyết về cái lời dạy của các bậc trí là mình làm cái chuyện thường nó không có đúng. Thí dụ như mình ăn, mình biết lựa đồ ăn cho ngon nha, để lo cho cái thân này. Nhưng mà cái đáng lo là cái tâm đó, tức là phần danh đó là mình không lo. Bây giờ mình lo đó, mình tốn bao nhiêu tiền để bơm căng hút kéo độn cho đẹp, nhưng mà cái chuyện làm đẹp cái tâm mình thì không ai nghĩ tới, rất hiếm người nghĩ tới. Bởi vì cái phiền não chúng sanh là nó như vậy đó. Thành ra càng ngày cái vật chất nó càng tiến càng nhiều đó, thì cái phiền não của chúng sanh nó càng tăng theo những cái loại vật chất đó, vật chất đó. Mà thường mình làm thì mình không có biết, tại vì mình còn vô minh. Mình ở nhà mình ngủ một phòng nhưng mà mình phải trả tiền căn nhà ba phòng. Mỗi lần mình xài một cái bóng đèn mình trả mà tiền mười mấy cái bóng đèn đó. Rồi mình lo những cái chuyện mà bên ngoài vậy đó nhiều hơn. Mà khi lo chuyện bên ngoài nhiều hơn á, thì mình lo mình bù đầu cái đó rồi, mình đâu còn thời giờ đâu mình nghĩ tới cái chuyện làm cho tâm nó an vui. Tâm mình nó không an vui á, thì mình tối ngày cái lục đục có nhiều đó. Bởi cái người mà quá nghèo thì không đủ điều kiện đi học Phật pháp, cái người quá giàu thì cũng không có điều kiện đi học Phật pháp. Chỉ có người mà có phước báo, vừa ăn vừa này nọ thì mới mới có khả năng làm ở đó mà thôi. Quý vị nên thấy cái đó rõ ràng trong đời sống hàng ngày. Đó là lý do tại sao con người ta càng ngày càng học giáo pháp nó càng ít. Mà giáo pháp khi mà được người học, người đời theo học ít, thì tức là giáo pháp đang trên đà đi xuống, trên đà đi xuống. Hồi xưa thì hầu như là nhiều chục phần trăm ông sư có thể là lão thông tâm tạng, nhưng bây giờ đó không còn bao nhiêu. Trong số gần 1 triệu ông sư hiện thời trên thế giới này không có được mấy người mà có lão thông tâm tạng. Nó khổ vậy đó. Ngay cả mình có được phương tiện mình vẫn thờ ơ ha. Một ngày đó mình cứ nghĩ cá nhân mình thôi, đừng nghĩ cho người khác chi cho mệt. Mình để tâm vào giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Ngài được bao lâu, được 1/10 cái thời gian mình thở hàng ngày không? Chắc chắn là không được rồi. Sáng dậy rất là nổi. Nếu mà quý vị bỏ cái thời giờ, nghĩa là tiết kiệm cái thời giờ mà thoa son đánh phấn trét mặt đâu đó,
để đọc một câu kinh Pháp Cú, thầy là quý vị cũng được một pháp môn là được đảnh lễ Đức Phật một lần. Nếu đọc một câu kinh Pháp Cú 10 lần thì quý vị được đảnh lễ Đức Phật 10 lần. Mà trong vòng một ngày quý vị không làm được cái chuyện đó, tức là mình không có đảnh lễ Đức Phật lúc nào hết đó. Khi nào mà sợ nghe tôi có cái gì xui sợ xui xẻo mới lên đảnh lễ Ngài để xin Ngài giúp. Mà quý vị quên một điều đó, Phật lực vô cùng, Phật trí vô biên nhưng không thể độ người vô duyên. Mình không có chịu học giáo pháp, không chịu học này nọ thì mình muốn Ngài độ mình là độ làm sao? Thấy không? Khó lắm. Thành ra bây giờ đó, mình đừng nhìn ra ngoài, nhìn mình coi mình có làm không. Ít nhất khi mình làm rồi, người xung quanh mình ít nhất là cũng là cái thân giáo người ta theo. Ví dụ thấy sao mà bà này chủ nhật nào, ông này chủ nhật nào cũng đi chùa không biết để làm gì, người ta cũng bắt đầu tới đế tới đi theo. Thì từ từ người ta mới có cơ hội để tới gần giáo pháp Đức Phật mà này kia. Thế còn mình chính mình ở trong nhà, chiều mấy đứa nhỏ nó không chịu đi thì mình không ai chở mình đi, mình cũng không đi luôn. Tại vì mình không dạy cho nó từ lúc đầu. Đó. Bây giờ nó vô nó không hiểu gì hết, nó vô thấy xa lạ thì nó lại trốn nó đi chơi tốt hơn. Thấy không? Đó là lý do là nó rất là nhiêu khê cho mình chứ không có phải mà nó dễ dàng đâu. Mình muốn biết những cái đó thì chính mình phải làm gương cho người khác, làm gương cho những người xung quanh thì lúc đó thì mới có ấy. Còn nhiều khi nó phải nói chứ, từng cái nói là mình đang tìm cách để mình ấy vậy đó. Quý vị vô chùa để ông sư tụng ở trên là sao Phật tử như này bấm bấm để chơi game đó. Tại vì ông sư cũng tụng tiếng Bali nghe không hiểu. Mà quý vị quên rằng quý vị giàu nghe không hiểu, nhưng mà quý vị cố gắng nghe, tức là quý vị đang được đảnh lễ Đức Phật. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Tại vì Đức Phật khi mà Ngài nói với Ngài Ananda đó, pháp nào Như Lai đã tuyên thuyết, luật nào Như Lai đã chế định cho các ngươi, pháp và luật ấy là thầy của các ngươi khi Như Lai niết bàn. Thì rõ ràng là nếu mà mình y theo pháp, y theo luật, tức là mình có cơ hội đi gần gũi với Đức Phật, được đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà thường cái đó mình không có làm. Chờ khi nào có chuyện á, mà nói chúng tôi hay dùng danh từ là đi chùa vì vợ đẻ con đau nhà nó ngập, mới tới chùa. Khi bệnh thì tới chùa, nhờ ông sư cũng cầu an cho. Nếu mà ông sư cũng cầu an được thì tới trường ông bệnh, ông kêu quý vị chở ông đi bác sĩ, mà quý vị cũng chở ông đi bác sĩ làm gì. Kêu ông bữa trước sư tụng cầu an cho con được thì giờ sư tụng cho sư đi chứ. Thấy không? Đó. Rồi mình chuyện lớn chuyện nhỏ gì mình cũng không thèm để ý đó. Mình cứ làm theo cái nhu cầu của xã hội, nó làm sao mình làm vậy. Rồi thì nó phải chuyện gì nó phải đến thôi ha. Chứ mình chính mình cũng không có để ý tới giáo pháp Đức Phật dạy như thế nào, tại sao Ngài dạy bài pháp đó, mình cũng không chịu vô chùa mình hỏi ông sư ông thầy hết. Thì cái chuyện gì tới nó phải tới thôi, đừng coi nó theo cái lẽ tự nhiên của nó. Các pháp sanh ra rồi phải quy diệt, thì mình cũng sẽ bị quy diệt theo. Nhưng mà cái nhiệm vụ người trí đó, trước khi quy diệt đó, mình có bao tài sản là giáo pháp để mang theo, chứ còn những cái tài sản vật chất chắc chắn là không có mang theo rồi. Chúng sanh mới sinh ra thì hai bàn tay nắm chặt, nhưng mà khi mà chết đưa vô lò thiêu không có bàn tay nào nắm, xẻ ra hết, bởi vì đâu có đem được theo gì đâu. Mô Bích Thầy á. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư. Kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu Khánh Dung đã xa thú con, kính tri ân ngài. Dạ con xin đọc câu hỏi của cô Trần Đạo. Dạ kính ngài. Uposatha có nghĩa là gì? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, ngài Uposatha tức là ngài chư tăng tụ tập trong cái chỗ kết giới Sĩ Ma để tụng lại những cái giới bổn mà Đức Phật đã định cho chư tăng. Đó, thì cái ngày đó là ngày
nghe giới bổn 2 tháng một lần. Mà ngày đó thì chư tăng bỏ đi, không được bỏ đi là phải có lời để lại chứ đi giới bất tịch như thường. Nhưng mà nhiều khi có chỗ thì không có ông sư nào để tụng ra, cũng làm biến tụng luôn. Chúng tôi đều lậu cũng vậy, không có tụng, phải lội qua bên bên mấy chùa bán điện để nghe lén, nghe khé chứ nghe khé chứ không phải nghe lén. Nói nghe lén nghe kỳ quá, nghe đi nghe khé vậy đó, để làm cái nhiệm vụ của mình. Chứ còn nếu không thì ở xứ xứ này đó, chùa Trấn Nam nó đã ít ra, nó không đủ tăng để làm việc đó. Chỉ có chùa Thái Miến Điện rồi này kia nó đầy đủ à, đầy đủ. Mà nhiều khi có những lúc nó mời mấy ông sư đi, mấy ông sư còn ở lại không có nhiều, họ cũng không tụng. Chỉ có chùa nào mà nó ông sư cũng dư thì họ mới tụng à, 2 tụng lần. Thì mình cứ phải dò dò coi, nếu mà chỗ nào tụng thì mình tới mình nghe ké qua nghe ké vậy đó, để coi cái đó là gì. Chứ còn không có thì mình không làm thì không được, bởi vì nó rất là phiền phức chứ không phải là dễ. Cái đó là chế định của Đức Phật bậc Bồ Tát Tăng phải làm hết đó. Nhiều khi hồi xưa chúng tôi nhờ anh Thái một lần tới ngày đó đi bộ cả mấy cây số để nghe thầy trong rừng xung quanh đó, vậy coi cái chùa nào mà họ có tụng thường đi. Chứ nhiều khi đi tới nơi cái chùa đó không có người, họ đi qua chùa khác đó nghe mình tới xong rồi lỗ vốn nên nhiều chuyện như lắm chứ không phải dễ. Thành ra ông Phật Sư Thạ đi tới cái ngày thì chưa tăng tụ họp à, thứ nhất là sám hối với nhau những cái chuyện gì đã xảy ra trong thời gian mà 2 tuần, như là sám hối để cho thân khẩu ý được trong sạch. Cái thứ hai đó là mới nghe tụng giới bổn, tức là để coi mình cái nào mình phạm rồi cho chư tăng hay, để chư tăng quyết định cái phạm nó phải làm sao để hết rồi này kia. Rồi nó rất là nhiều cái chuyện chứ nó không có phải dễ dàng giống như mà ở ngoài nhìn cái tới đó giống như thứ tới đó à, mình có cơ hội để mình tới mình nghe thuyết pháp rồi về cho mấy. Nó rất là nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện trong đó. Thành ra chư tăng này phải giữ giới. Thành ra cái ngày đó đó là ngày thì chư tăng họp nhau bày tỏ sự trong sạch với nhau. Thời xưa thời Đức Phật trong rừng thì cái ngày họp nó có nhiều cái ý nghĩa khác nữa, nhưng nó hình thức điểm danh. Tại vì mấy ông sư thường bị vô miệng kể lắm, thành ra họp đây tới ngày đó tụ tập thôi, coi ông nào còn ông nào mất nhé. Chứ còn không thì đâu có điểm danh như bây giờ. Bây giờ họ thấy mình họ biết, còn không thì họ không biết. Còn hồi thời Đức Phật đó thì tới cái ngày đó biết cái người nào như thế nào, chứ còn không có không phải giống như bây giờ là có chỗ nơi đàng hoàng. Thành ra cái ông sư mà ông có nhiệm vụ đi vòng vòng là ông biết ai như thế nào hết, chứ còn không có giống như hồi xưa. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ con đã thấy cô Trần Đạo Sa Thú, con kính tri ân ngài. Và sau đây con xin tiếp tục đọc câu hỏi của đạo hữu Kari. Kính xin sư giải thích sự khác nhau của 4 khái niệm Ayukappa, Antarakappa và Asanyayakappa, Mahakappa. Mahakappa, con kính tri ân sư. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà dạ, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Mấy cái danh từ này nó có nhiều cái chỗ nó định nghĩa khác nhau. Thành ra chúng tôi chỉ định nghĩa trong cái kiếp của chúng ta thôi để cho nó dễ hiểu. Còn nếu mà vị nào hỏi ra muốn ấy thì phải tìm trong cái Encyclopedia của Bali Text Society đó. Nó có nhiều cái chỗ nó giải thích cũng không có, nó tính cái thời gian không giống nhau.
Thứ nhất là vô cập bà, vô bà tức là tuổi thọ của con người trong cái kiếp hiện tại đó, ví dụ tuổi thọ của vô cập bà của chúng sanh bây giờ đó là khoảng 75, nhưng mà cái lúc khác thì nó khác nhau. Cái thứ hai là Antara cập bà là khoảng thời gian của kiếp giảm, còn 10 năm rồi nó tăng lên tới thần kỳ năm, cái đó gọi là Antara cập bà. Cái thứ ba là Asaṅkhaya cập bà, tăng kỳ kiếp cái đất hoại bị hoại rồi thành trở lại, tức là trái đất nó hoại tới chừng sau này thành trở lại trái khác, cái gọi là Asaṅkhaya cập bà. Rồi cái thứ tư là Ma cập bà, tức là đại kiếp của trái đất có 4 thời kỳ, tức là thời kỳ hoại, rồi thời kiếp trái đất qua 4 thời kỳ, tức là tăng kỳ hoại, rồi tăng kỳ không có kiếp trái đất nào hết, rồi tăng kỳ có nó trở lại một trái đất, rồi tới tăng trụ, tức là thành trụ hoại diệt của một một kiếp trái đất vậy đó, tự thành trụ hoại diệt nó gọi là Mã cập bạ, tức là đại kiếp. Mà mỗi một cái khoảng thời gian vậy là họ tự tính a tăng kỳ, thành ra chữ a tăng kỳ chỗ này không biết bao nhiêu năm thì không thấy họ nói, bởi vì chữ a tăng kỳ là từ chữ sẵn khả giá, sẵn khả giá là đếm, cách đếm, sẵn khả giá là không thể đếm được, tức là ma cập bạ, tức là đại tính ta tuổi thọ trái đất qua 4 cái thời kỳ, tức là thành trụ hoại diệt, đó là 4 cái chuyện mà liên quan tới kiếp này thôi. Còn có những cái chỗ khác thì họ đã định nghĩa rất là nhiều. Ví dụ như là Khamana Asaṅkhaya ví dụ vậy, hay là Anumana Asaṅkhaya, rồi Buddha Asaṅkhaya rất là nhiều, chịu khó dễ tìm trong cái Encyclopedia của Bali Tech Society đó, họ liệt kê nhiều chỗ để mình vô đó mình lấy. Còn ở đây thì chúng tôi chỉ nói trong cái kiếp hiện tại tính theo cô trái đất này mà thôi. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con xin đọc một câu hỏi cuối cùng của đạo hữu Tri Ân. Dạ, cho con hỏi là tâm na cảnh có tác dụng như thế nào trong cuộc sống bình nhật, lúc sắp chết cũng như khi tái sanh thưa ngài? Kính thỉnh ngài cho con một ví dụ để con có thể hiểu rõ. Con kính tri ân ngài và con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự tâm na cảnh nó chỉ nhận cái đối tượng, mà tại đối tượng nó giàu quá đó, nó quay cái bình thường đó thì nó nhận cái đó mà thôi, lần hai cái nó nhận cái đó mà thôi, chứ nó không có liên hệ nhiều gì tới khác. Nhưng mà cái điều mà nó quan trọng là cái lộ cận tử của người đó mà có tâm na cảnh thì chắc chắn người đó phải sanh lại cõi dục thôi, mà có thể dục khổ nhiều hơn là dục vui, chứ không thể nào sanh cõi trời được đó. Dục khổ được rồi bởi vì biết nó đi đâu rồi, thành thường cái lộ cận tử mình đã năm động tóc mà nó có cái na cảnh thường thường là chỉ cho người đi xuống, chứ không phải là được thoải mái giống như mấy người khác. Chứ còn tại vì trong lộ trình tâm thường nó 17 sanh na, tính hai là cảnh là tại vì cái đối tượng mà nó tới cái động tác thứ bảy nó vẫn còn đối tượng, nó sanh từ cái tỳ tạ phá quan khá cho tới cái động tác thứ thứ bảy của Thavana đó, mà nó vẫn còn thì hai cái tâm này nó lên để nó nhận tiếp tục cái đoạn cuối đó thôi. Cho nên thường là tại vì nó là tâm quả mà 11 cái tâm mà làm gì nhiệm vụ na cảnh nó là tâm quả, thành ra nó không có tạo cái gì cho mới mẻ, nhưng mà nó chỉ biểu biểu lộ một số cái trạng thái giống như người mà có cái đó ở trong lộ cận tử thì rất là nguy hiểm. Như vậy thôi. Ok, Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Còn mấy phút nữa chúng tôi xin được đi trị bệnh, mấy phút đó để chuẩn bị làm nhiệm vụ ở dưới đất, tất cả phước báo phát sanh và sự pháp thoại trong ngày hôm nay. Xin hai mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cận sanh sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để làm chấm dứt hoặc là làm
gọi đi những phiền não ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Phật Thầy gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Khai gia, Nam mô Rất Thanh Tịnh Gia Sa. Nếu mà MC mà không thấy thì ngày thường ngày trưởng lão chủ đâm thì nhờ tỳ kheo nguyên thông sư phụ chúc giùm nha. Nam mô Phật Thầy gia. Nam mô Phật Thầy gia. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài rất là nhiều. Ngài đã bỏ thời gian quý báu của mình để vào room giảng dạy những cho chúng con những bài học quý báu ngày hôm nay. Dạ dạ con không biết sư Chí Đức có trước máy không ạ? Dạ kính sư cho con tín hiệu. Dạ sư có trước máy không sư? Dạ con xin dạ xin con xin hỏi hướng dẫn sau đó con kính thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng ạ. Uttamangena vandeham padabang sung varuttamang putteyo kalito doso putto kamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vandeham thammang cha du vi tham varang thammeyo kalito doso thammo kamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vandeham sankhang cha du vi thot mang sankheyo kalito doso sankho kamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính cung thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc hồi hướng sau khi nghe pháp. Ya devata sang ti vihara sa sini thu pe gare po di gare tahin tahin ta thamma da ne na pa vang tu po chi ta so thin karon te ta vihara mang da le thể ra cha mak cha ne va ka cha phit ga vô sa ra mi ka da na pa ti upasaka gama cha de sa ni gama Nigama cha isara sapa na puta sukhita phavang tu te chala pucha ye pi cha ang do sam phava sam se dasata athavo papitika nija nikang thamma varang patichate sabbe pi khukha sakaron tu sankhayang tha tu chirang satang thammo thammathara cha pukala sankho ho ti sammago và thay và cha hita và cha âm he hi rai khăn tu sát thầm mô sát bê bị thầm ma cha ri nô vũ thiên sâm pa yut ne ya ma thầm ma ri ya gap pa bê di tê. Ngưỡng cầu các đấng chi thuyên trong vòng tỉnh xá ngữ yên hằng ngày ngữ nơi đền tháp xây những nơi biệt thất nơi cây bồ đề chúng con xin hội hợp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hà sa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ động phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại thông thường noãn thai thấp quá khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy cầu cho hưng thịnh lâu dài pháp thiện trí thức các ngày mở mang bậc tri bậc tu xin được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi kết mau mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu Phật đã quy y rồi xin cho tất cả chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin trao mai lại cho Duyên Trang. Akasattha cha phum matha deva naga mahitika buôn nhân no anumodan tu chirang rakhan tu sa sanang Akasattha cha phum matha deva naga mahitika buôn nhân no anumodan tu chirang rakhan tu no guru Akasattha cha phum matha deva naga mahitika buôn nhân no anumodan tu chirang rakhan tu nya tayo Akasattha cha phum matha deva naga mahitika buôn nhân no anumodan tu chirang rakhan tu pa ni no Akasattha cha phum matha deva naga mahitika buôn nhân no anumodan tu chirang rakhan tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hầu trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu.